Giờ tôi 6 tuổi rồi, ngày mai là ngày vô tình võ hồn của ta. Theo bản gốc, tôi là ác hỏa phượng hoàng. Trước đây còn phải đi thăm lò. Không được, tôi muốn giảm cân. Tôi không muốn như thế. Trên thế giới này có rất nhiều người đẹp. Tôi thích nhất là chú Trúc Thanh. Muốn ngâm nhau. Vậy thì phải cùng Đại Mộc Bạch Vũ Nhẹ đoạt đế quốc làm kẻ thù. Ngón tay vàng của tôi đâu? Hệ thống ở đâu? Không lo lắng, món tay vàng và hệ thống trong tiểu thuyết của nhiều đồng nghiệp đều là khi võ hồn thức tỉnh mới xuất hiện. Này Mai nhé, Tiểu Tuấn hôm nay có ở nhà không? Ông Thôn, sáng mai là ngày mà những đứa trẻ 6 tuổi của thế hệ các bạn thức tỉnh võ hồn. Đừng ngủ quên. Biết rồi, ông nội trưởng làng. Các con, tên tôi là Flambeau, 78. Là một võ hồn sĩ kết hôn cấp 78. Cụ Bốn Mắt là người dẫn đường võ hồn của các ngươi. Chờ một chút, dù có chuyện gì xảy ra, đừng sợ hãi. Phụ kiện âm thanh mèo. Ông ấy là giáo viên gốc của Flandersi. Đây là Hồng Thịnh sao? Quá mạnh mẽ, kiếp trước mọi người đều nói đây là cổng rãnh huyền ảo. Nhưng khi tôi đích thân đến thế giới này mới hiểu được cái cống ngầm huyền ảo này đối với tôi, một người bình thường mà nói vẫn là tồn tại vô cùng cường đại. Người khác đều sợ, chỉ có người béo nhỏ này không sợ hãi, không phải não có vấn đề, chỉ là can đảm. Hy vọng có thể thức tỉnh một cái tốt võ hồn đi. Lê đi từng cái một thức tỉnh võ hồn. Lam Ngân thảo phế võ hồn. Hơi cỏ phế võ hồn. Quốc không có hồn lực phế võ hồn. Đến lượt anh. Đây là Phoenix, cũng không giống như Phượng Hoàng Lửa. Bản gốc không phải là gà con sao? Đây là Phượng Hoàng gì? Người có duyên của bạn nhờ đến năm vô vi hoa hạ thượng cổ thần thú Phượng Hoàng. Hôm nay người sẽ kế thừa sự mù dốt. Tiếp tục truyền thừa huyết thống và sứ mệnh của tộc Phượng Hoàng chúng ta. Đây là Phoenix. Nhận đồ nhất định phải nhận từ phủ làm đệ tử của mình. Phượng Hoàng năm cái, đây là sự tồn tại của võ hồn đỉnh cao nhất. Tìm thấy rồi, em yêu. Tổ tiên, đây là thiết bị gì vậy? Thật đáng sợ, đây hình như là hơi thở của Phượng Hoàng. Còn đáng sợ hơn cả phía bên kia của thần giới, hướng đó là thành phố của con người. Chắc là trong nhân loại thức tỉnh ra một tên võ hồn của thần cấp Phượng Hoàng. Còn đáng sợ hơn thế, vậy đây hình như không phải là hồn thú mà là thần thú. Thưa ngài, chúng ta sẽ đi tìm người này sao? Hắn có lẽ sẽ là một trong những trợ nhân cường đại của hồn thú nhất tộc chúng ta phản công thần giới. Hơi thở biến mất. Tìm trong bóng tối đi, trong nhân loại cũng có không ít danh hiệu cường đại đấu la. Đặc biệt là vị bán thân ẩn giấu ở võ hồn điện. Sự tồn tại của chúng ta vẫn chưa thể phơi bày. Tôi biết phải làm gì, thưa ngài. Hơi thở của Vũ Mô đồng viên là Phượng Hoàng sao, nhưng cấp độ cuộc sống còn cao hơn tôi. Đây là một biến số lớn, tôi phải tìm nó. Vị thần Phượng Hoàng rất hợp với nó. Con trai, con tên gì? Mã Hồng Tuấn. Dô là một cái tên đẹp và thanh lịch. Rất phù hợp với tính khí của bạn. Võ hồn của ngươi là Phượng Hoàng Cương Ân. Muốn kiểm tra hồn lực. Làm sao mới có thể? Tại sao lại không có hồn lực? Chẳng lẽ là cuộc cầu linh hồn bên của tôi bị hỏng rồi sao? Bạn thử lại xem. Phải. Võ hồn của ngươi không có hồn lực là một cái bị võ hồn anh. Em không buồn sao? Không có gì phải buồn cả. Thật đáng tiếc.
Cũng may là không kích hoạt hồn lực, nếu không tôi cũng không biết có nên rời khỏi nơi si giấc với gã Folandersi này không. Tài nguyên tu luyện gì cũng không có, ta còn không bằng thêm nguyên liệu từ võ hồn điện vào đây. Bây giờ còn 6 năm nữa là Chu Trúc Thanh đến rừng Tân Đấu Đại. Tôi phải cố gắng trưởng thành nhanh chóng trong 6 năm này mới được. Kích hoạt hồn lực trước đi. Phượng Hoàng Niết Bàn Vàng. Ha 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 ha. Hôm nay lịch 30 tập rất hay. Cái này lần này đến nay ngưng tụ hồn hoàn 3 cái 10 vạn năm. Vượt qua lâu đài, không chỉ học được Chu Chu Thanh, còn phải cướp cuộc tấn công của Đường Tam. Đường Tam, ngươi dám nói chuyện với ta. Tôi thấy anh đã có rồi. Với ba chiếc nhẫn linh hồn 100.000 năm này, ta trực tiếp đi tinh đấu đại rừng rậm trải qua vài năm hoàn toàn không thành vấn đề. Đó là cảm giác khi bay. Đây là cảm giác tự do. Ông chủ, lần này có thu hoạch gì không? Có một tiểu tử đã thức tỉnh võ hồn Phượng Hoàng. Nhưng không biết tại sao lại là một cái không có hồn lực phế võ hồn. Kiểm tra Phượng Hoàng võ hồn không có hồn lực. Cái này thấp nhất cũng là cấp cao nhất võ hồn nhóm kia. Làm sao có thể là phế võ hồn không có hồn lực? Nếu người đàn ông đó ở đây, với kiến thức uyên bác lâu năm của mình, sẽ biết nguyên nhân. Có thể là đột biến không? Biến đổi theo hướng xấu, cho nên mới dẫn đến không có sức sống. Có thể quên đi, không muốn nữa, vào đi. Xin hỏi ở đây con tuyển ngươi không? Thịt, anh tên gì? Võ hồn là gì? Hồn lực thế nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Phí đăng ký 10 đồng linh hồn vàng. Tên tôi là Đại Mộ Bạch. Võ hồn tà mưu Bạch Hổ. Hồn lực cấp 23. Năm nay 9 tuổi. Từ nay về sau người sẽ là học sinh của học viện CZ của ta. Vô tình đã qua 6 năm rồi. Có chuyện cũng bắt đầu rồi. Chú Trúc Thanh, tôi đến đây. Hơi thở này lại xuất hiện, nhưng lại mất tích. Ngọn lửa kinh khủng. Mặc dù vẫn không thể làm tổn thương tôi, nhưng nếu là cùng cấp độ quyết định không thể chống lại. Chỉ là duyên phận đến tự nhiên sẽ gặp nhau. Ngọn lửa này là ngọn lửa trước đó, nhưng nó mạnh hơn. Có thể suy đoán thực lực của hắn đã tăng lên. Tôi có thể khẳng định hắn luôn ở trong rừng sao? Chỉ là chúng ta không thể khóa được dấu vết của hắn. Có cần huy động toàn bộ hồn thú để tìm người này không? Đừng bao giờ chạy trốn. Chú Trúc Vân đây là muốn ta chết. Sao lại tàn nhẫn như vậy? Tôi là em gái của anh. Tiểu thư thứ ba, đừng nghĩ đến việc chạy Kim nữa. Ngọc là chị gái chết của bạn. Em không nên làm thế. Em sinh ra trong hoàng gia, em gái tốt của anh. Ôi, mưa sao băng Phượng Hoàng. Cái gì? Đây là người thật da che xanh, mùi cơ thể thơm quá, tôi đã đợi 6 năm để bắt kịp. Thật là một thiếu niên đẹp trai, trên đời này còn có người đẹp như vậy. Hắn đã cứu tôi. Giờ đã an toàn rồi, anh ổn chứ? Tôi không sao, cảm ơn vì đã cứu tôi. Giơ tay lên. Tôi là Chu Trúc Thanh, bạn tên gì? Tên tôi là Hồng Tuấn. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Trông cậu trẻ quá. Tôi năm nay 12 tuổi. 12 tuổi, anh mới 12 tuổi. Vậy hồn lực của ngươi cấp bao nhiêu? Linh vương cấp 50. 12 cấp 50, 12 tuổi. Ngươi ăn cái này có thể nhanh chóng khôi phục thể lực và hồn lực cho ngươi.
Cái gì đây? Đây là Blue Silver Gian tối tự làm, có thể khôi phục hồn lực và thể lực. Vật liệu chính là cỏ bạc xanh. Hiệu quả rất tốt. Tốt quá. Em muốn học không? Tôi có thể dạy cô. Thật sao? Lần này tôi đến đây có một việc muốn xác nhận một chút. Có một người tôi phải gặp. Nếu anh không phiền, tôi có thể đi với anh. Nếu gặp rắc rối, tôi cũng có thể giúp bạn. Vậy thì cảm ơn. Nếu không phiền, bạn có thể gọi tôi là Hồng Tuấn. Tôi gọi bạn là Trúc Thanh thì sao? Tôi nhờ có một kim loại rất quý trong hai cửa hàng này. Thứ này là thứ tốt của máy luyện. Không biết bây giờ dòng thời gian này có bị Đường Sơn lấy đi không? Thỏ tai to chân dài quần áo màu xanh tục tiễu thanh niên. À, thật là một thiếu niên xinh đẹp. Hừ, không phải chỉ là đẹp trai hơn một chút sao? Đây không phải là thế giới nhìn sắc đẹp, mà là xem sức mạnh. Nhưng người này lại dám đẹp trai hơn tôi. Tôi thấy anh ta đã có xu hướng rồi. Quyền thế đạo tùy tiện xem cái nào cho tiền mang đi. 100 đồng linh hồn vàng. 100 con linh hồn đồng, sao ngươi không đi cước? Bạn đây là cửa hàng đen của thương gia gian lận. Tôi muốn khiếu nại bạn. Sao cậu lại có cái thắt lưng này? Có 24 nên trăng sáng là cô giáo của tôi tặng cho tôi. Giáo viên của bạn có giáo dục tiểu cương không? Tôi muốn viên đá kim loại này. À. Người này quen quá. Đây là điều tôi muốn. Bạn lại không mua được, bạn mua như thế nào? Kim loại này là của bạn. Ông chủ, giáo viên của tôi là Ngọc Tiểu Cương. Đúng là hắn. Tao không bán cho mày nữa. Trả lại cho bạn 100 con tiền linh hồn này, trả lại cho tôi viên đá đó. Đơ đơ. Ông chủ, ông không có đạo đức kinh doanh. Những gì trong tay tôi làm sao tôi có thể trả lại được? Tiểu tử đừng chúc rượu, không ăn rượu pháp. Ừ. Bây giờ tôi không muốn bán cho bạn. Trả lại cho tôi hòn đá kim loại đó ngay lập tức. Lại nói nhảm nữa, tôi thậm chí 100 cân hồn tệ cũng không cho bạn. Chính xác. Bảy hoàng hồn thánh. Hắn lại là thất hoàng hồn thánh. 800 triệu. Cậu im đi, đứng sang một bên xem đi. Một lấy lớn bắt nạt nhỏ sao? Một hồn thánh chỉ biết bắt nạt trẻ con. Nhưng tiếc là tôi không phải là của hồng mềm. Vòng linh hồn màu đỏ. Nằm chiếc nhẫn linh hồn 100.000 năm. Hắn lại là Ngô Quan Hồn Vương. Võ hồn của ngươi là Phượng Hoàng. Cô tên gì? Tên tôi là Hồng Tuấn. Vũ hồn của ta vẫn là người thức tỉnh. Sao bạn quên rồi? Hay ngươi nói võ hồn của ta là phế vật? Người thật sự là hắn. Tôi đã nói Phượng Hoàng sao có thể là rắc rưởi. 12 tuổi chưa từng có trong lịch sử. Con trai, con đến đây để nhập học vào học viện Sizek à? Sau này ngươi chính là đệ tử thân truyền của ta. Nơi đó không có tài nguyên, tôi sẽ không đi. Viên đá kim loại phía sau bạn đã lấy đi khi tôi kiểm tra bồi thường có vấn đề 6 năm trước. Coi như bạn tốt bụng. Cậu thật sự không nghĩ nữa sao? Sizek chúng tôi là một người chỉ tuyển quái vật. Tăng ca đại sư cho chúng ta gia nhập học viện có phải là dạy sử lai khác học viện không? Cùng một nơi, cùng một tên. Chắc là không sai đâu. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận ta 5 cái hồn cơ mà không bị thương, ta sẽ đồng ý cho người gia nhập học viện Sizek. Một lời, bạn không trả lại. Hong Gin, người tôi muốn gặp đang ở học viện Sizek. Yên tâm đi, đến lúc đó sẽ đưa bạn đi gặp anh ta. Phụ kiện âm thanh mèo. Đến nhanh chiến thắng nhanh chóng. Hoàn thành bạn. Phượng Hoàng phụ kiện. Dấu vết đầu tiên của cây ngô đồng nở hoa. Chúc may mắn, sức mạnh tổng thể của tôi đã bị suy yếu rất nhiều. Đồ biến thái. Thứ hai hồn tích Phượng Hoàng mưa sao băng. Ôi chết tiệt.
Tôi đã khinh thường cậu. Đây chỉ là dấu vết tấn công đầu tiên của tôi. Còn 3 cái nữa, bạn nghĩ bạn có thể nhận được bao nhiêu cái? Thôi nào, tôi không ghen đâu. Ngôi trường thứ 3 Phoenix Midigun. Còn 2 tên nữa. Tiếp đi, tôi nghĩ tốt hơn là anh không nên đến. Cô quá khinh thường tôi. Hồn tích thứ 4 Phượng Hoàng Chân Dương. Thật kinh khủng, nếu chúng ta ở đó, chúng ta sẽ chết. Hắn mạnh quá, vua có thể có sức chiến đấu như vậy. Có lẽ ông chú thương gia da đen đó sẽ phải chịu đựng. Đây chỉ là một sự khinh miệt, hắn đắc tay nặng như vậy. Đây hoàn toàn không phải là khinh thường, mà là vì tính mạng của người đó. Người như vậy không nhẹ không nặng, không được kết bạn. Đối thủ là hồn thánh, và hắn là hồn vương, cố gắng hết sức là bình thường. Hắn thật sự rất mạnh. Kết thúc rồi, bạn không mang nó xuống, vậy là tôi thắng. Ý anh là sao? Cậu làm cậu ta bị thương nặng như vậy mà bỏ đi có quá đáng không? Bạn không bị thuyết phục, vậy thì ra hiệu đi. Xem ta không làm người tan chảy thành máu, một cái toàn thân đều không thể ngăn được ngọn lửa của tôi. Ngươi cho rằng ngươi đại hồn sư này có thể. Anh làm gì thế? Đừng đùa diễn nữa, tiểu ngũ, sao hôm nay bạn luôn nói chuyện giúp anh ta? Ngọn lửa của người khác kinh khủng như vậy ngươi còn dám đi lên. Toàn thân đều như vậy, ngươi một đại hỗn thế cũng không còn sót lại. Tôi giúp anh còn trách tôi nữa. Loại người này không đáng để kết bạn. Sau này tránh xa. Tôi nghĩ anh ta không tệ, người đẹp trai như vậy sao có thể là người xấu chứ? Con gà chết tiệt, ngươi đã có cách để chết rồi. Mạnh quá, ngay cả hồn thánh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nếu là chiến đấu bình thường, hồn thánh sẽ không ngốc nghếch chống cự. Điều đó cũng rất tốt. Vậy bạn nghĩ sao? Có muốn đi theo tôi không? Tôi sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Khi ta thành lập học viện Phượng Hoàng, ta sẽ để ngươi làm phó viện trưởng. Ngươi thật sự muốn thành lập học viện? Đúng vậy, vậy tôi sẽ cùng bạn luyện tập. Nhưng tôi vẫn phải đi gặp người đó. Bạn có tin hay không, khách sạn này vẫn chỉ có một phòng. Khách sạn lớn như vậy tôi không tin. Cho tôi 2 phòng. Xin lỗi, ở đây chỉ còn một phòng. Tôi lấy phòng này. Là họ. Xem ra chúng ta đã tiết kiệm thời gian đi học si rất rồi. Tại sao người ôm hoa chị em đó có thể là người bạn đang tìm kiếm? Cậu đến học viện si rất. Sao anh biết? Người cũng thế. Tên tôi là Đại Mộ Bạch. Sau khi cậu nhập học, tôi sẽ là học sinh cuối cấp của cậu. Demir ba, anh làm tôi thất vọng quá. Là đàn tre của họ, bạn nghe tôi giải thích. Đừng đến gần tôi đã có người mình thích rồi. Lợn Trúc Khanh, đừng quên thân phận của mình. Ngươi chỉ là một kẻ thất bại, không xứng với tre. Thằng khốn, mày không thể gánh nổi lửa của đế quốc. Không biết trời cao đất dày. Người không biết trời cao đất rộng kia là bạn chứ không phải tôi. Ngoài trời có trời, người ngoài có người. Đừng xem mình là bất khả chiến bại. Ngươi không có tư cách vô địch. Ít nhất là trước mặt tôi. Xuyên qua đấu la trở thành vô khí, Mã Văn Tuấn bắt đầu thức tỉnh. Hồn không còn là gà, mà là đấu la. Nửa đường còn cắt đứt cuộc rượt đuổi. Sau khi đánh mặt Đường Sơn ngay tại chỗ, bị giấu trong bóng tối ở giữa xương của Lão Lục Đường. Tôi nhớ anh rồi. Ta hoan nghênh người đến tìm ta báo thủ. Và tôi phải nói về anh. Chú Trúc Thanh nói về bạn. Bạn.
Nhãn Mạn không vui có ý kiến. Mày dám đánh anh tao? Phượng Hoàng niết bàn tinh thần thông thiên phú Phượng Hoàng phá vạn đồng mở. Ngươi cũng không muốn thân phận của mình là hồn thú vạn năm bị bại lộ đi. Ngươi cũng không muốn bị Đường Sơn biết thân phận thật sự của ngươi đi. Ông biết tôi là ai? Chúng tôi lấy phòng ở đây. Các cậu đi chỗ tiếp theo. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Thiếu niên, suýt chút nữa thì anh đã nói được lời cuối cùng. Còn mấy phòng nữa? Hỗn thế đại nhân, chỉ còn lại cái cuối cùng. Vậy thì sống ở đây đi. Trúc Thanh làm người phụ nữ của tôi đi. Nhanh quá, quá trực tiếp. Ta là người của phủ công tước U Minh Đế Quốc Tinh La. Nếu tôi ở bên bạn, tôi sẽ làm hại bạn. Vậy nếu tôi có sức mạnh để chống lại toàn bộ đế chế trong tương lai thì sao? Vậy đến lúc đó nói lại đi. Trúc Thanh, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ như ta sao? Nghĩ xem tôi sẽ làm gì? Võ hồn của ta có một năng lực truyền thừa, có thể khiến ngươi trở thành dòng máu của ta. Nói cách khác, mèo linh hồn của bạn có thể biến thành Phượng Hoàng. Nó phụ thuộc vào việc bạn có muốn chấp nhận hay không. Truyền lại cho tôi. Vậy tôi không định gọi anh là bố. Được rồi, Quận Mê Ân. Nếu không được, hãy để tôi làm con gái của bạn. Không, đừng hiểu lầm. Đây chỉ là một loại huyết mạch trên võ hồn truyền thừa hậu duệ, không phải của tôi. Như vậy, vậy ta có thể có võ hồn cường đại như ngươi, đúng không? Ừ. Thôi nào. Bạn ngồi xuống, tôi sẽ làm lễ rửa tội máu cho bạn ngay bây giờ. U Minh Phượng Hoàng thật sự thành công rồi. Hồng Quận, ta còn thức tỉnh một cái gọi là U Minh vẽ cầu vồng chi thuật bản linh thần thống, chúc mừng người. Mộ Bạch, sao cậu lại bị thương thế này? Tình trạng là ai làm? Cô giáo Lý, tôi nói chuyện phiếm. Cái gì? Anh bị bán bởi một người bằng tuổi anh. Chuyện gì vậy? Din, tôi đang nói chuyện phiếm. Ngươi nói võ hồn của hắn là Phượng Hoàng. Phải, anh ấy mặc đồ đỏ có cao và đẹp trai không? Nói chuyện cũng đặc biệt lôi. Mày biết anh ta? Thật sự là hắn có thể không biết sao? Tôi thua cả hồn thánh. Mặc dù không phải là cuộc chiến bình thường, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu không khuôn mặt già nua của tôi sẽ biến mất. Không quan trọng, nhưng là một sinh viên của học viện CZ. Thua không đáng sợ. Điều đáng sợ là sau khi thua cuộc không thể đứng dậy được nữa. Đây là việc của tôi. Sau này ta trở nên mạnh hơn, nhất định sẽ tự mình báo thù này. Tốt, đây mới là thiên tài yêu quái của học viện CZ. Được rồi, về nhà tắm rửa ngủ đi. Thật là thù địch. Chẳng lẽ là Đường Hạo lão tử muốn ra tay với ta? Sao thế? Tôi đang bị theo dõi. Cô đợi tôi ở đây. Miễn là tôi chưa chết, chúng ta đều có thể dựa vào huyết mạch cảm ứng lẫn nhau. Vậy thì hãy cẩn thận. Tôi sẽ không cản trở bạn nữa. Tại sao tiền bối lại thù địch với đàn em? Trẻ tài năng bất ngờ. Đáng tiếc là bạn quá bốc đồng, chắc chắn sẽ không đi được lâu dài. Đánh nhỏ tự nhiên già đi ra ngoài đòi công lý. Tôi không thích nhìn lên. Xuống đây. Cây si hỗn hợp đầu tiên nở hoa. Con Phượng Hoàng này không thấy, chẳng lẽ là thần cờ võ hồn? Vòng linh hồn màu đỏ trăm ngàn năm. Chẳng lẽ hắn không phải là nhân loại mà là hóa hình hồn thú? Thiếu niên tóc xanh bị ngươi đánh là con trai ta. Ta thấy ngươi còn trẻ không nỡ giết ngươi. Có thể cho ngươi một cơ hội sống sót. Chỉ cần ngươi đi qua đó xin lỗi con trai ta, thừa nhận không thông minh và bị đánh từ lại đó một trở cái đi, tát. Cô là người bảo vệ tôi anh ta. Tôi sẽ không giết anh. Đưa một cái danh hiệu đấu la đến bắt nạt ta một cái chỉ có 12 tuổi sống mặt mà. Mày không cần nữa. Nếu truyền ra ngoài, mặt mày và Hạo Thiên Tông cùng tồn tại. Cậu không có nhiều thời gian. Trả lời tôi đi. Không thể nào, mặc dù bạn là danh hiệu đấu la, nhưng tôi không thể làm chó được. Nếu không bạn đến làm chó cho tôi thì sao? Hồn tích thứ 5 Phượng Dương muốn chuyển. Ngươi muốn chết, tiểu tử không biết trời cao đất dày. Cái gì? Thân hình thật.
Bây giờ chạy đi. Chuyện gì đã xảy ra với anh trai? Hơi thở này quen quá. Thế giới đã kết thúc chưa? Chắc là hắn. Tên đó đã giết rất nhiều người vô tội. Tôi không thể tha thứ. Mọi người đều bị giết. Ngọn lửa kinh khủng này nhiệt độ cao ngoài hắn dường như cũng không có ai khác. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay đánh cái kia đái mắc bạch, người ta bảo phụ huynh xử lý hắn rồi. Chắc vậy. Thằng kia cũng coi như là xui xẻo bị con trai hố rồi. Cô ổn chứ? Hãy để tôi thiền một chút. Không nghĩ tới một cái hồn vương lại để cho ta như vậy bối rối không chịu nổi. Từ từ đã trở thành kẻ thù của ta. Đã có cách để chết. Hoàn toàn không thể trở thành người của mình. Tương lai nhất định phải tìm một thời cơ thích hợp để giết hắn. Tôi đã vạch chân đường tam của tôi rồi. Nếu hắn quay lại, tiểu tam nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ, Phalanthasi, họ không thể bảo vệ anh ta. Hơn nữa con thỏ kia còn là một vạn năm hồn thú hóa hình. Hongin, anh tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Phục hồi gần như rồi. Người đã đấu với anh là ai? Hạo Thiên đấu là Đường Hạo. Cái kia hấp hồi võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng chi giấu cấp bách ác nhân. Phải không? Tại sao anh ta lại đến với bạn? Bởi vì người tên Đường Tam đó chính là con trai ông ta. Vậy thì sao? Bị một cái danh hiệu đấu la nhìn chằm chằm. Nếu một lão lục của hắn tấn công chúng ta, tôi thậm chí không thể vẽ được màu đỏ. Miễn là chúng ta không chủ động phơi bày, hắn sẽ không tìm thấy chúng ta. Chúng ta Phượng Hoàng tộc có khí tức bí mật chi thuật, có thể che giấu toàn thân khí tức. Đến học viện Shizuki, có một người tôi muốn tuyển dụng. Sau đó tôi sẽ đi chọn một địa chỉ tốt cho việc thành lập học viện Phượng Hoàng. Tiếp tục đi học đại học khắc đào chân tường. Sự trợ giúp của Minh Dung Dung thực sự rất tốt. Chỉ là tinh khí còn được điều chỉnh tốt thôi. Còn có Diệp Linh Linh của học viện Hoàng gia thiên đấu. Phương pháp điều trị của anh chàng này là mạnh nhất. Cẩn thận hải đường, ngay cả người chết cũng có thể cứu sống. Đáng tiếc cái này võ hồn là một mạch chuyển đơn. Không biết sau khi chuyển thành Phượng Hoàng có thể phá vỡ nhược điểm này không? Trả lại tiền, nhanh chóng trả lại tiền cho tôi. Bằng gỗ giao cho bạn rồi. 37 chiến hồn tôi đánh thắng. Tôi hoàn lại tiền đầy đủ. Học viện sĩ rất vớ vẩn gì vậy? Chỉ biết bắt nạt thường dân nhỏ bé thôi. Đại Mộ Bạch, cậu đánh giỏi không? Mày có thể đánh tao không? Có cần tôi chơi hai chiêu với bạn không? Chúc ngủ ngon. Con quỷ này vẫn chưa chết. Hắn nên được định nghĩa là tà hồn sư. Gà xào chết tiệt. Cô làm gì ở đây? Chúng tôi là khách, khoa đại học hoan nghênh bạn. Mèo con không được, nhưng tính khí rất lớn. Thằng khốn, tôi là cào trắng. Sao vậy? Thầy Lý, anh ấy chính là người mà tôi nói hôm qua. Con trẻ có sức mạnh là tốt, nhưng nếu vì điều này mà không ai biết đến, vậy thì có chút không biết trời cao đất dày rồi. Thằng nhóc làm nhục si rất học viện. Bạn hoặc là tham gia, hoặc chấp nhận hình phạt của tôi. Chỉ 6 hoàng hồn đế, tại sao phải tự hủy diệt? Đây là vòng linh hồn 100.000 năm. Nếu có thể kéo người này vào thời gian giữ lại người cha, chắc chắn họ sẽ rất vui. Ông già muốn đánh thì nhanh lên. Em không muốn lãng phí thời gian với anh. Mê mông, quả nhiên là chưa chết. Vậy thì để lão phu lĩnh giáo một chút thực lực của thiếu niên hồn vương. Dấu vết linh hồn thứ 3 Phoenix Mitigun. Mạnh như vậy sao? Tiểu tử là lão phu coi thường ngươi rồi. Cuộc tấn công hỗn hợp thứ hai. Khởi động xong, cho anh xem cái gì hay đi. Ừ. Bảo vệ mẫu rồng môi trường thứ 5. Người này hình như bằng tuổi tôi, có năng lực vượt cấp. Thật đấy. Ta nhất định phải kéo hắn vào bài, giữ lại ly cung. Tương lai chắc chắn là một danh hiệu.
Xin chào, tôi gọi bạn là Dung Dung. Từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thay mặt cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, tôi chân thành mời bạn tham gia. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nguồn lực dồi dào, hãy để bạn phát triển thành danh hiệu mới. Tôi biết Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nghe nói Thất Bảo Lưu Ly Tháp là ngũ quan phụ trợ đầu tiên của đại lục. Ngụy Tông cũng có hai danh hiệu đấu la làm chứng đúng không? Đúng thế nào? Luật pháp thế nào? Hao Yi, tên tôi là Lưu Phải Không. Nhưng tôi sẽ không tham gia. Nhưng tôi đã mở một học viện Phượng Hoàng. Và tôi là trưởng khoa. Không biết bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Học viện Phoenix. Mặc dù bạn mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là cấp bậc hồn vương. Ở đâu có nhiều tiền và tài nguyên như vậy? Bạn không cần quan tâm đến điều chỉ này. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập học viện của ta, tôi sẽ cho bạn bất ngờ bất ngờ. Ví dụ như tôi có lẽ có thể giúp bạn giải quyết sơ suất không thể đột phá danh hiệu đấu la trong Thất Bảo Lưu Ly. Tôi không tin sơ suất của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Ngay cả cha tôi và hai ông nội đấu la cũng không xử lý được. Mặc dù người mạnh, nhưng cũng không thể nói lớn như vậy được. Nếu thực sự có thể, chẳng phải mục đích cậu đến đây là muốn gia nhập cái học viện vớ vẩn này sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao ta có thể mạnh như vậy? Đúng vậy, vấn đề lớn là lãng phí một chút thời gian. Nếu như thật sự có thể thay đổi được nhược điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, tôi không đi không phải là hối hận sao? Hơn nữa trên người này hình như còn rất nhiều bí mật. Mộ Bạch, anh đưa anh ta vào để điều trị. Tiếp theo tôi sẽ chủ trì tình hình chung. Tối to quá. Chỉ là một hồn vương. Đừng tưởng rằng đánh thắng hồn đế có thể chạy loạn trên địa bàn học viện Sizek của ta. Học viện Sizek, tôi gọi đến để xin lỗi học viện Sizek. Tham gia lại với chúng tôi. Nếu không tôi sẽ làm gãy chân. Ta mặc dù chỉ là một hồn vương, nhưng đối phó ngươi một hồn thánh là đủ rồi. Dấu vết đầu tiên của cây ngô đồng nở hoa. Hồn tích thứ tư Phượng Hoàng Chân Dương. Máng ngủ. Mày muốn phá hủy Sizek Calix à? Con trai, mẹ thừa nhận con rất giỏi. Đúng là đánh giá thấp cậu, nhưng cậu cũng quá coi thường một người. Đặc biệt là những người như tôi, những người đang ở đỉnh cao của sự tiến bộ. Một túi gạo phải cho. Nhiều. Một túi gạo muốn ăn. Thứ ba, trọng lực môi trường tăng lên. Người chim hơn tôi từ trên xuống. Môi trường thứ tư được xác định là theo dõi. Ăn gì? Thứ hai tun nhớ mưa sao băng Phượng Hoàng. Không có vòng linh hồn nhưng có dấu vết linh hồn. Chẳng lẽ là sư phụ nói tự sáng tạo hồn kỹ? Đây là thân pháp gì? Ngay cả đứa trẻ ma thuật già chết của tôi cũng không nhìn thấu được. Thân pháp tốt xấu, gã này đã giấu cái này. Không có hồn hoàn chẳng lẽ là tự sáng tạo hồn kỹ? Ngươi muốn gia nhập học viện Phượng Hoàng của ta sao? Tôi muốn tham gia. Cái bạn vừa rồi là tự sáng tạo hồn kỹ sao? Quá tốt cho bạn. Vậy chúng ta hãy đi đến đấu trường sâu tâu. Chu Thanh nhiệm vụ mục tiêu nhận được. Du lôi ngay lập tức. Cô gái trẻ bị bắt cóc rồi. Cười cái gì vậy? Đuổi theo đi. Đến chiến trường. Vừa rồi anh ta nói ở đằng kia. Tốc độ của Nasi thật đáng sợ. Chúng tôi đã khiêu khích một sự tồn tại khủng khiếp. Nhưng chúng ta còn muốn vào học viện này sao? Đây là đâu? Chúng ta đang làm gì ở đây? Để thi đấu. Như Thanh, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá ít. Ở đây rất hợp với bạn. Không chỉ có thể chiến đấu mà còn có thể kiếm tiền. Tôi cũng rất mong đợi sức mạnh hoàn toàn mới của mình. Này này, bây giờ tôi đã đồng ý gia nhập học viện Phượng Hoàng của bạn rồi. Khi nào bạn sẽ cho tôi những gì bạn đã hứa? Tôi không gọi. Tự giới thiệu đi. Tên tôi là Mã Hồng Tuấn. Bạn có thể gọi tôi là Tuấn. Cô có thể gọi tôi là trưởng khoa. Tên tôi là Chu Trúc Thanh.
Đi với tôi. Sao anh lại đưa tôi đến đây? Mặc dù bạn trông hơi đẹp, nhưng anh cũng không thể làm thế. Chúng ta mới quen nhau, bạn cũng quá vội vàng phải không? Võ hồn của Chu Trúc Khanh. Sau khi trở thành U Minh Phượng Hoàng, mục tiêu tiếp theo là bảy kho báu của linh hồn. Sau khi Phong Chí nhận được tin tức, đầu mũi tên nhọn không ngừng chạy về phía cái chết. Mặc dù bạn trông hơi đẹp, nhưng anh cũng không thể làm thế. Chúng ta mới quen nhau, bạn cũng quá vội vàng phải không? Đầu óc anh có bệnh không? Hú, mày đánh tao. Cha tôi và ông tôi không muốn đánh tôi. Vậy bạn còn muốn thay đổi phương pháp khiếm khuyết của tháp bảy kho báu không? Mày định làm gì? Chuyện tiếp theo tôi nói với bạn là chuyện liên quan đến sự thay đổi vũ hồn của bạn. Cô phải nghe đây. Cậu muốn gia nhập học viện Phượng Hoàng, vậy thì nhất định phải làm cho thất bảo lưu ly tháp biến dị thành Phượng Hoàng. Này, võ hồn biến dị đâu có đơn giản như cậu vậy. Cậu đùa à? Sau khi thất bảo lưu ly tháp biến thành Phượng Hoàng, không chỉ có thể giữ lại khả năng hỗ trợ siêu mạnh mà bạn đã có trước đó đây. Có thể được tăng cường nhiều lần. Tương lai người nhất định có thể trở thành phóng hiệu đấu la. Có trường hợp thành công nào không? Có Chu Trúc Thanh chính là võ hồn của ta, có một năng lực thiên phú tên là huyết mạch kết thúc. Có thể làm cho võ hồn của người khác biến dị thành gia tộc Phượng Hoàng. Chu Trúc Khanh, võ hồn của hắn hóa ra là U Minh Linh Miêu. Hiện tại đã dưới ảnh hưởng của ta thành công biến dị thành U Minh Phượng Hoàng. Còn để cho hắn thu được công pháp và thiên phú thần thông thuộc về chính mình tu luyện, thậm chí đột phá đến cấp 30 trở thành hồn tôn. Hãy để tôi suy nghĩ một chút, tin tức này quá đột ngột. Thôi, để tôi đưa bạn tự xem trận đấu của Chu Trúc Thanh nhé. Hãy cho bạn biết sức mạnh của Phượng Hoàng. Một người mới cũng dám thách thức tôi vẫn là một người đẹp với thân hình nóng bỏng. Hôm nay ngươi sẽ thua trên bàn tay máu me của ta. Trở thành chiến thắng thứ 30 liên tiếp của tôi. Hóa ra là Phượng Hoàng võ hồn. Thân phận của người phụ nữ này không đơn giản. Dấu vết linh hồn đầu tiên. Cái gì? Trực tiếp dây giết đối thủ cùng cấp bậc. Đây là sức mạnh của Phượng Hoàng sao? Sức mạnh còn lâu mới đủ của ta. Sức mạnh còn kém xa so với quận đỏ. Tôi tuyên bố trận đấu này thắng. Làm thế nào để đối mặt với đối thủ cùng cấp bậc? Anh ta là một chiêu một giây. Tốc độ của hắn quá nhanh. Mắt thường của tôi suýt chút nữa không bắt được. Vô hồn ban đầu của Chu Trúc Thanh là U Minh Linh Miêu. Bây giờ sau khi tiến hóa, U Minh Phượng Hoàng cũng là một loại công nghệ cao, tốc độ còn hơn cả sức công kích. Nơi này quá nhỏ, bản lĩnh thật sự của hắn không có cách nào thi triển. Hồn hoàn của hắn chẳng phải là phối màu bình thường sao? Không phải cũng vậy, phòng linh hồn của tộc Phượng Hoàng chúng ta được xác định dựa trên màu sắc của Phượng Hoàng. Cho dù hồn hoàn của ngươi là 10 năm, sau khi võ hồn biến dị thành Phượng Hoàng, màu sắc cũng sẽ đổi thành màu đỏ lửa. Mệt chết chúng ta rồi, cuối cùng cũng đến nơi, thưa cô. Họ rất có trách nhiệm. Đây là người của tôi. Xong rồi. Chưa đợi một chút nữa mới làm, tôi đưa anh ta đến xem màn trình diễn của anh. Đàn chê, bạn giỏi quá. Lại lập tức liền một giây giết cùng cấp bậc hồn tôn. Được chứ, chủ yếu là vì anh ta yếu, không thể để tôi sử dụng quyền lực. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về khách sạn, đợi đã. Trở về khách sạn không? Cô ơi, cô đã thực sự quyết định chưa? Nếu như bị tông chủ và hai vị chạy xuống, biết bọn họ sẽ nghĩ gì? Không phải như anh nghĩ. Đừng đi theo. Ở lại đây để bảo vệ sự an toàn của Trúc Thanh. Nếu có chuyện gì xảy ra với Trúc Thanh, tôi sẽ hỏi các bạn thử xem. Tôi cũng muốn tiếp tục đi thi đấu. Dung Dung nhất định phải đến học viện xí dích kia làm gì? Đi học viện thiên đấu hoàng gia thật tốt biết bao. Chính là hại, chúng ta bây giờ đều không thể ôm hắn. Tất cả đều là phong cách của bạn, nếu bạn không đồng ý, anh ta cũng không thể rời đi. Mặc dù có hai hồn đế bảo vệ, nhưng trái tim tôi vẫn cảm thấy rất không an toàn. Tôi luôn cảm thấy như mình sẽ bị một tên khốn nào đó hạ gục. Chú cổ, chú kiếm, chú cưng chiều anh ta quá, tinh khí bướng bỉnh của anh ta chỉ làm tổn thương anh ta. Bây giờ tôi đang lợi dụng tuổi trẻ của anh ấy để tập thể dục một chút. Đào tạo. Vào kịch gì vậy? Đó là về cô gái trẻ. Nội dung cụ thể không biết. Nó là Nhung. Đó là tình huống gì có thể khiến bạn lộ ra vẻ mặt này? Lại còn có người ác như vậy. Võ hồn của người này là Phượng Hoàng. Là người của gia đình nào?
Trên đời này cũng chưa từng nghe nói đến thế lực tông môn do Phượng Hoàng thành lập. Trong võ hồn điện có một cái não dài của Phượng Hoàng muội là của ngươi. Không biết có liên quan đến anh ta không? Trông gần bằng tuổi Dung. Sở hữu hồn mạo với 4,500,000 năm hồn hoàn, thất bại hồn đế, đàn áp hồn thánh. Thật thái quá sao? Không, bây giờ không phải là lúc xem xét. Dung Dung của chúng ta bị tên nhóc hôi hám này bắt không thể rồi. Đâu cả. Nếu như hắn thật sự có quan hệ với nữ nhân Phượng Hoàng của võ hồn điện, Dung Dung thì nguy hiểm. Phải, chúng ta phải nhanh chóng đi cứu Dung Dung ra. Nếu võ hồn điện dám làm tổn thương Dung Dung, cho dù ta liều mạng cũng phải lật võ hồn điện, lấy đi một số danh hiệu đấu ma. Chu Kiếm, đừng vội. Con trai này chưa chắc có liên quan đến người phụ nữ kia ở võ hồn điện. Tôi sẽ cùng cô đến thành phố Sô Tô để gặp ông ấy. Chú Hồ, chú ở lại làm chứng đi. Sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng rồi. Máu giảm dần. Phượng Hoàng chín màu, vũ hồn ma thuật. Tại sao lần này lại lâu như vậy khi chuyển hóa Chu Trúc Thanh nhanh như vậy? Nhưng lần này lại rất lớn. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương nguyên bản là một hệ võ hồn quan hệ, thay đổi cấu trúc gen không dễ dàng như cùng một gen hồn thú. Đẹp quá. Chúc mừng bạn đã thành công. Hiện tại ngươi chính là vũ hồn huyết mạch của ta. Theo một nghĩa nào đó, bây giờ tôi là cha của bạn. Cha ơi, đến nghe đi. Tôi không muốn bị gió làm loạn. Ha 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 ha. Đùa thôi. Không cần. Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi mới là ta Phượng Hoàng học viện chân chính thành viên. Sao rồi? Tôi không nói dối bạn phải không? Bây giờ tôi đã phá vỡ còn ác mộng không thể phá vỡ trường sinh linh giá. Không chỉ có thể đến được trường sinh linh giá, còn có thể đến được phóng hiệu đấu la, có thể thành thần trong tương lai. Và hiệu của phụ trợ của tháp 7 kho báu của tôi vẫn chưa biến mất. Và phóng to nhiều lần. Giờ đây tôi không chỉ có thể bay, cũng có thể hỗ trợ, tấn công nhiều hơn. Tôi hoàn toàn thoát khỏi số phận đơn giản là phụ trợ. Chào bạn, bạn có gan không? Nếu dám tấn công trưởng khoa này, nếu không bên này cũng đến một miếng. Đừng. Giám đốc, bạn xấu, nhìn thấy sức mạnh của anh trai không? Được không? Đi đi, tôi sẽ đưa cậu đến đấu trường linh hồn chơi chiến một chút. Chiến đấu với kẻ mạnh cũng là một trong những khóa học chiến đấu thực tế của học viên Phượng Hoàng của tôi. Chơi lâu như vậy rồi, chuyện đó chắc chắn đã xảy ra với cô gái và người đàn ông đó rồi. Không ngờ anh chàng đó lại mạnh mẽ như vậy, trong vài giờ liền. Thật kinh khủng. Tiểu thư nhỏ như vậy sao có thể chịu được? Chắc chắn là tra tấn. Họ vẫn chưa quay lại. Võ hồn biến dị cần lâu như vậy sao? Mấy tiếng rồi không gặp, vẫn nắm tay nhau. Thật tốt, Chu Thanh không phải như bạn nghĩ đâu. Đừng hiểu lầm. Vậy tại sao các bạn lâu như vậy? Hi hi hi, Chu Thanh như lòng võ hồn bởi vì mất tình, cho nên thời gian biến dị đã lâu. Chuyện như vậy tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải. Chu Thanh, tình trạng của bạn thế nào? May mắn thay, tôi đã thắng 30 trận. Phía sau đều không có hỗn độn người nguyện ý cùng ta phối hợp. Tôi mệt rồi, tiếp theo phải nghỉ ngơi một chút. Đi với tôi đến phòng chờ. Vâng. Nhiệm vụ sơ bộ của Học viện Phượng Hoàng cũng rất đơn giản, chủ yếu là cải thiện kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Chúng tôi cần phải chơi 1-1 và 2-2. Hai chống lại hai và bạn. Không phải cậu và Dung Dung hợp đội. Nếu tôi chơi, tất cả đều là một chiêu. Các người không có gì để luyện tập cả. Được rồi, vậy tôi sẽ thành lập đội với Dung Dung. Đó là tiểu thư của chúng ta. Không đúng, vũ hồn của tiểu thư là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Đây là Phoenix. Xem ra đây không phải là tiểu thư của chúng ta. Phượng Hoàng của gã này là cái quái gì vậy? U Minh và hắn có quan hệ gì? Lớn lên trong chiến đấu,
Không tệ, chỉ là chưa đủ. Cầu Khải Phượng Hoàng không đơn giản như vẻ ngoài đâu, anh ấy không giỏi lắm. Cần phải chờ đợi sự phát triển trong tương lai trước khi đem đến. Các người cứ ở đây chiến đấu đi. Trời tối rồi, theo tốc độ của chúng tôi, ít nhất là sáng mai mới đến được. Bamboo cầm, hôm nay tôi thật sự rất chưa bao giờ nghĩ tới chiến đấu hồn sư lại kích thích và sảng khoái như vậy. Tôi đã hồn nó trong 12 năm, nhưng bởi vì võ hồn của ta là thất bảo lưu ly tháp không có công kích, ta chỉ có thể trốn sau trận chiến hồn sư. Rất khiêm tốn. Tất nhiên rồi, tất cả những thứ này đều là Hồng Quân cho chúng ta. Nếu không chúng ta cũng không thể cảm nhận được sức mạnh của Phượng Hoàng võ hồn. Sau này chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Tôi sẽ tiếp tục phang hắn thêm nhiều người nữa. Trúc Cầm, cậu có hứng thú với viện trưởng Hồng Quân không? Long Long, anh làm gì vậy? Tôi không ngờ anh lại vô lễ như vậy. Đừng giả vờ nữa, bạn ở ngoài trời lạnh, thực ra bên trong rất buồn tẻ. Anh nói cho tôi biết có phải là thích trưởng khoa không? Nếu không tôi sẽ không buông tay cho bạn đâu. Xem tôi bắt anh. Chết tiệt, nhìn tôi tìm tay đây. Bạn đừng đến đây. Phụ nữ riêng tư đều chơi cởi mở như vậy sao? Cậu có thích đội Hồng Quân không? Mê mơn, trưởng khoa vừa sáng vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ. Cho ta sức mạnh to lớn như vậy. Tất nhiên tôi thích anh ấy. Tôi cũng thích anh ấy. Nhưng thân thế của ta nhất định không thể cùng hắn lâu dài. Sẽ hại hắn. Nếu bạn thích anh ấy, hãy chăm sóc anh ấy cho tôi. Bạn họ Chu, bạn là người nhà Chu của đế quốc Tân La phải không? Ta là Chu gia Tam Công Chúa. Ở trong hoàng gia không tự nguyện. Tôi không có tự do hôn nhân từ khi còn nhỏ. Phải kết hôn với Mộ Bạch, con trai thứ ba của công tước Bạch Hồ. Đừng nản lòng, thương ngài. Tôi không nghĩ Đin sẽ lừa dối chúng ta. Nếu anh ấy nói có thể giúp bạn thì chắc chắn là được rồi. Chúng ta phải có niềm tin vào Hồng Quân. Nếu thành công, anh ta sẽ có nhiều hơn một người phụ nữ. Cô không phiền chứ? Mạnh mẽ nhiều phụ nữ là bình thường. Cha tôi có rất nhiều phụ nữ. Hơn nữa Hồng Tuấn giỏi như vậy. Chúng ta không thể giới hạn tương lai của hắn. Chắc chắn sẽ có nhiều phụ nữ hơn. Hiện tại chúng ta quan trọng nhất là làm thế nào giải thích võ hồn biến dị của chúng ta. Nếu như trực tiếp nói ra là Hồng Quận giúp chúng ta huyết mạch truyền giải, chắc chắn sẽ để nhiều người đánh vào ý tưởng của anh ta. Hắn sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù. Sao chúng ta không chủ động đi tìm anh ta thương lượng một chút đi? Giờ này đã hết giờ rồi, không biết anh ấy đã ngủ chưa? Chúng ta đi qua xem là biết rồi. Cuối cùng đã hoàn thành bước đột phá cấp 30. Kể từ cấp 30, việc luyện tập ngày càng khó khăn hơn. Võ hồn mạnh mẽ đương nhiên là quan trọng. Nhưng năng lượng hồn lực mà ta cần nâng cấp cũng nhiều gấp mấy lần người khác. Nâng cấp quá chậm. Cô gái xinh đẹp mặc đồ ngủ đến chẳng đây. Chẳng lẽ muốn ngủ chung giường với tôi? Chúng tôi có chuyện muốn bàn với bạn. Nói đi, các bạn tìm tôi có việc gì? Sau đó Chu Trúc Thành nói ra những lo lắng của mình. Đúng vậy, tôi không ngờ lại nghĩ đến vấn đề này. Phía sau rung rung của bạn là cung điện. Đến lúc đó nhìn thấy con gái mình võ hồn biến dị rồi. Nếu như bị người khác biết mình có năng lực này, cho dù là người phong trí ba người này xem ra là người tốt, cũng sẽ có suy nghĩ không đúng về tôi. Có cách nào giải thích được không? Ồ. Dung Dung, nếu người nhà ngươi hoặc người khác hỏi ngươi vấn đề võ hồn biến dị, cứ nói đó là một bông hoa thần kỳ màu vàng rực rỡ mà tôi tìm thấy dưới vách đá trong khu rừng lớn của các vì sao. Vừa vặn với thuộc tính của bạn, võ hồn của ngươi cũng đang kêu ngươi nuốt hắn liền cho ngươi dùng. Kết quả võ hồn của ngươi liền phát sinh biến dị, sau đó họ hỏi lại bạn thì cắn chết không biết là được rồi. Vâng. Chu Thanh, bạn cũng vậy. Dù sao chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi. Tôi nghĩ lời giải thích này rất tốt. Dù sao cũng là gặp phải dưới sự trùng hợp mẫu nhiên trong rừng lớn tinh đấu. Vận may đến lúc vận chuyển. Nếu họ muốn, hãy để họ vào rừng sao và tự tìm. Rừng sao đại là rừng hồn thú lớn nhất. Sản phẩm cũng là phong phú nhất. Sẽ gặp phải những thứ kỳ lạ gì đó cũng bình thường và hợp lý. Tôi cũng thấy hợp lý. Miễn là chúng ta đồng ý là được. Người khác muốn bắt chúng ta thì dùng thuật vẽ cầu vồng để chạy trốn. Muộn thế này rồi, các ngươi muốn ngủ ở chỗ ta sao? Hùng, bạn muốn đẹp. Chúng ta về ngủ thôi. Đường Hạo không tìm được thời cơ giết ta, bây giờ hẳn là rất khó chịu. Dám lớn bắt nạt nhỏ, bạn đợi tôi. Khi tôi đến nơi, tôi sẽ đập vỡ bạn.
tỏi tây lại một. Chúng tôi có việc muốn hợp tác với bạn. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn đủ tiền để đổi lại. Chuyện gì? Chúng ta vào đi. Đúng vậy. Trên thiên đấu thành có một đội ngũ toàn bộ hồn tôn. Muốn chúng tôi thách thức ở đây. Nhưng chúng ta ở đây không có một đội quân hồn tôn cường đại có thể chống lại bọn họ. Vì vậy, tôi muốn mời các bạn tham gia cùng 5 thành viên khác trong nhóm. Lúc đó làm chỉ huy và đội trưởng. Đến lúc đó các ngươi dựa vào thực lực xác định. Còn có vị công tử này, ngươi muốn tham gia không? Không cần hồn tôn, ta không có hứng thú. Chỉ là đang bắt nạt trẻ con thôi. Bạn có thể cho tôi biết tên của đội đó không? Thiên đấu hoàng gia. Đây là đội chủ lực của Học viện Hoàng gia Thiên đấu. Sức mạnh của học sinh rất mạnh. Thật sự là họ quá tốt. Chúng tôi có thể hứa với anh, nhưng chúng tôi cần gọi đội này là Phoenix. Đồng thời chúng ta cần xem thông tin của năm hồn tôn kia, đến lúc đó đừng cho chúng tôi phê duyệt. Đây là thông tin của họ, mời bạn xem qua. Ngoài ra, vấn đề tên đội Phượng Hoàng mà bạn nói tôi đã đồng ý rồi. Có thể là họ rồi, bạn để họ chuẩn bị đi. Khi nào thiên đấu hoàng gia sẽ đến? 3 ngày nữa. Trong 3 ngày này để họ làm quen với nhau một chút. Chơi một trận đấu đồng đội một chút. Tôi nghĩ họ không đáng tin lắm. Đội hình tạm thời xong thì giải tán. Hiện tại học viện chúng tôi chỉ có 3 người. Tương lai ta dự định để cho các người tham gia toàn đại lục hồn sư cuộc thi. Một học viện mới thành lập như chúng tôi, không có tên gọi là nền tảng, cần phải chơi qua các trận đấu liên tục. Cho nên tôi muốn dần dần một đội ngũ đáng tin cậy. Bây giờ còn thiếu 4 người. Cậu cũng muốn tham gia à? 12. Dù sao thì tôi cũng chỉ mới 12 tuổi thôi. Nhưng là đáp ứng tiêu chuẩn độ tuổi tham gia thiên đấu John Team có người tôi cần chiêu mộ. Các cậu đi thi đấu đi, tôi có chút việc phải ra ngoài làm một chút. Rất lớn. Muốn trong thời gian ngắn tìm ra tung tích của Dung Dung cũng không dễ dàng. Dùng tinh thần xem đi. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ dường như không phải là người được ủy thác chi phí, phải chăng là danh hiệu đấu la? Xem ra là Trần Hân và Ninh Phong đưa đến, mục tiêu là Dung Dung. Chuyện gì vậy? Kiếm thuật tìm thấy một gã thú vị. Tinh thần lực của hắn mặc dù không quá mạnh, nhưng nó đáng được quan tâm. Tôi nghi ngờ đó là một trong những người chúng tôi đang tìm kiếm. Ý bạn là hiệu trưởng Học viện Phượng Hoàng đã bỏ chạy. Phải. Đi thôi, chúng ta đi xem nào. Tôi muốn xem cậu bé này có khả năng gì. Chào mừng bạn đến. Lần này cần bán đấu giá mặt hàng gì? Chúng tôi chắc chắn sẽ sắp xếp cho bạn. Chai bò Lucin Verzan này tổng cộng 100 cái. Bán trực tiếp cho bạn, nhận theo giá trước đó là được rồi. Hai thứ này tôi dùng để bán đấu giá. Có tin tức gì về vật liệu tôi giao cho các bạn tìm kiếm không? Công tử, đây là tài liệu bạn giao cho chúng tôi tìm kiếm. Trên danh sách đã có được rồi. Chúng tôi sẽ khấu trừ trực tiếp từ phí xử lý bạn bán đấu giá theo giá. Trên đó không có chỗ đóng gói. Chúng tôi vẫn chưa có nó, nhưng lại tin. Cụ thể đều viết trên đó. Tôi biết tôi sẽ tự đi mua. Lý do rồi. Tiền vật liệu thì khấu trừ tiền theo lời bạn nói là được. Chủ tịch, người đàn ông bí ẩn lại đến. Đây là anh ta bán đấu giá lần này. Mời bạn mua sắm. Trước đây tôi không có thời gian. Tôi muốn gặp anh ta sau cuộc đấu giá này. Tôi muốn hợp tác lâu dài với anh ấy. Vũ khí thắt lưng đơn đều là cửa hàng. Đi quảng cáo đi. Hãy để những người đó mang đủ tiền đến đấu giá. Tôi có linh cảm lần này tuyệt đối có thể trục được giá cao chưa từng có trong lịch sử. Vâng. Lam Ngân Đan lại xảy ra chuyện rồi. Lần trước người của chúng tôi chụp ảnh lấy lại cho chúng tôi. Hiệu quả ban đầu tốt. Khoang sao băng hấp thụ nước có hiệu quả rất mạnh. Có vẻ như chúng ta vẫn làm y như anh ta làm. So với các mặt hàng, tôi muốn gặp người đứng sau vụ này. Chờ sau khi đấu giá kết thúc xem tổng thống có thể sắp xếp cho bạn không. Những người như vậy phải được kiểm soát trong lùng báo cáo của chúng tôi. Nếu Pa Song bị người ngoài làm chủ, sẽ khuyến khích chúng tôi.
Chương trình, bạn có thể tìm thấy anh ta không? Không, hơi thở biến mất khi gã đó bước vào. Tôi không thể cảm nhận được, phải có cách nào đó để che giấu hơi thở. Bạn nói hai thứ này có liên quan gì đến anh ta không? Thật trùng hợp, nếu đó là anh ta, vậy thì không cần công việc gì cả. Anh ấy chuyển chúng tôi đến đây. Chỉ cần một cái gì đó như thế này. Nói thẳng với tôi đây chắc chắn không phải là kẻ trộm. Trong thất bảo lưu ly, có lẽ tôi có thể nhân cơ hội này để văn hóa chữa bệnh băng lửa 2 viên. Sản phẩm này được gọi là nước rửa khô, có thể rửa nước tính chất, sức khỏe. Khô ướt và người bình thường đều có thể sử dụng, có thể kích thích tiềm năng tăng giới hạn trên và có tác dụng trực tiếp tăng sức sống ít nhất 1 cấp. Vật này là do chủ nhân của Lan Lăng Đan biết đến. Những người đã thử Lan Lăng Đan nên hiểu chất lượng của đan dược như thế nào. Viên đan dược này hiện tại chỉ có 1 viên, hàng hiếm là đắt, giá cao nhất được. Mời. Giá khởi điểm 100.000 đồng linh hồn vàng. Mời mọi người bắt đầu đấu giá đi. Ta đã 96 cấp bình phong quá lâu. Nếu thuốc khô này thực sự có tác dụng mạnh mẽ như vậy, không biết có thể giúp tôi vượt qua cấp 97 không? 1 triệu bút hồn vàng. Nhưng để kiếm tiền, một cái là 1 triệu. Ở hồn đấu trường lớn bao nhiêu giá đều trúng rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. 2 triệu đồng linh hồn vàng. 3 triệu bút hồn vàng. 10 triệu đồng linh hồn vàng. Đồng chí phải đoán. Viên đan dược này rất quan trọng để tôi tấn công lớp biểu thị. Yên tâm đi, Yến. 10 triệu không là gì cả. 10 triệu thì mua một cái mặt mũi cho người không có hàng này. 100 triệu đồng linh hồn vàng. 97 đầu lấy một cái cấp 97 siêu cấp đấu quốc. Anh ấy nghĩ nó đáng giá. 97 lực sau khi nâng giới hạn trên có lẽ có thể ở tương lai trở lại một cái cấp 97 đỉnh cao siêu đấu quốc. Phạt quân địch xong. 100 triệu nằm máng. Nhiều như vậy thật đúng là thiên hạ đệ nhất. Thật sự không coi tiền là tiền nữa. Tôi đã trở thành tỷ phú ngay lập tức. Trả nhiều tiền như vậy, vậy thì tôi sẽ miễn cưỡng gặp bạn một lần đi. Bùng nổ. 100 triệu đồng linh hồn. Kỳ tùy đơn chụp được 100 triệu đồng linh hồn vàng. Cái gì 100 triệu? Ha 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 ha, được rồi. Rất tốt, nhà thông Thái Minh Phong. Thưa ông, chúng tôi còn muốn tăng giá không? Không, anh đùa à? Ta cũng không có một đồng linh hồn vàng nào mang ra. Lần này là cái cuối cùng. Đây là súng sao băng. Giống như thuốc hút nước, nó đến từ một bậc thầy. Sau khi kiểm tra, hiện tại không có khả năng nhận dạng chủ nhân của giọt máu. Có thể dây giết một vị hồn vương. Đáng sợ nhất Lucy. Người này là ai vậy? Không có tên nào chảy ra. Sau khi xác nhận chủ nhân của khẩu súng này, Phong Trì có thể cùng chủ nhân cùng nhau trưởng thành. Ngươi không tấn công võ hồn, khẩu súng này vừa với anh. Thế giới này thật sự sẽ thay đổi, chúng ta phải chuẩn bị sớm. Vậy nhất định phải chụp lại. Cho dù có dùng cho tôi hay không cũng được, thứ này không thể bị người khác lấy được. Giá khởi điểm 50 triệu đồng linh hồn vàng. Đầu giá bắt đầu. Giá khởi điểm của máng nằm cao như vậy, rất ít người có thể chụp được. Cho dù có chụp được cũng rất khó giữ được. 500 triệu đồng linh hồn vàng. 5 cái một, trời ơi. Ai giàu thế? Thật sự không coi tiền là tiền. Thật sự kinh khủng. Toàn trường ngày mồng 1 tháng 5 không phải là bị sốc cổ vũ. Ngay cả huyết tinh thân vương cũng không nhịn được nhìn Minh Phong một cái này. Tôi chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy trong kiếp trước và kiếp này. 500 triệu là đủ. Tiếp theo tôi mở học viên mua thiết bị tiền đều không thiếu. Xin chào, tôi là chủ tịch của nhà đấu giá Tâu Tâu. Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi. Tất cả những gì bạn cần, ta là thất bảo lưu ly tông chủ, vị này là kiềm đấu la. Tiểu nhân đã thấy tông chủ và kiềm đấu la của bạn rồi. Không cần lịch sự, 600 triệu đồng linh hồn vàng ở trong thẻ này. Các bạn trải qua đi. Ồ. Kiếm thuật ăn đi. Hả? Ha 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 ha.
Chu Kiếm, chú đã đột phá rồi. Tôi đã đột phá. Bây giờ tôi là siêu đấu la cấp 97 thật. Một chất lượng thực sự hi hi. Cấp 97 siêu cấp đấu long. Miễn phí, xin vui lòng lấy lại huy. Vâng của bạn thật kinh khủng. Chúng ta không thể chịu nổi. Nhất thời vui vẻ liền quên chuyện này đi. Chúc mừng chủ kiếm. Nhanh chóng xác nhận chủ đi. Như vậy cậu sẽ có khả năng tấn công. Không, đợi đã. Tôi già rồi, tôi muốn tặng dung. Nàng mới là hy vọng của thất bảo lưu ly tông chúng ta. Bố ơi, bố thích là được rồi. Thống đốc, tôi muốn nhờ ông một việc. Xin vô lòng nói tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Tôi muốn mời bạn hẹn với nhà chế tạo nước rửa và lưu tinh Giang gia gặp mặt. Bây giờ tôi sẽ liên hệ với hai người và đợi ở đây. Thật là trẻ trung. Hiệu trưởng học viện Phoenix. Hừ, lần này Minh Tông chủ vẫn là đại thủ bút. Chi 600 triệu để mua hóa đơn hút nước và súng sao băng. Dùng 6 tỷ đồng linh hồn vàng để có thể gặp gỡ bạn nhỏ rất đáng giá. Không biết bạn nhỏ gọi là gì. Mã Hồng Tuấn Mã viện trưởng không định lấy mặt thật nhìn ta sao? Chuyện công chúa nhỏ nhà tôi bị anh bắt đi đã có từ lâu rồi, mà Vin. Lần này chúng ta tới đây là vì hắn. Nhưng không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ. Trận chiến giữa ngươi và hồn thánh và hồn đế chúng ta cũng biết rồi. Đúng là thiên tài. 12 tuổi. Vẫn là năm vòng một đến từ 100.000 năm tuổi. Không biết anh đến từ đâu. Có thể nguyện ý gia nhập thất bảo lưu ly tông của tôi không? Ta quyết định sẽ làm hết sức mình để giúp ngươi vượt qua cuộc hôn nhân. Ninh Phong Chí trực tiếp bài bài rồi, nói ra mục đích thực sự của lần này đến đây. Chủ động nói cấp bậc của Trần Hân, cũng là đang cho đối phương một cái nhắc nhở. Nếu tôi muốn đi, trên đời này không ai có thể ngăn cản. Bao gồm cả miễn trừ kiếm đấu la cũng vậy. Hừ, ngươi là không biết phóng hiệu đấu la lợi hại. Thật sự không biết trời cao đất dày. Con cáo ra chết tiệt. Bạn đợi tôi sẽ ghi lại tài khoản này. Được không? Chúng ta ra ngoài làm dấu hiệu. Tốc độ nhanh thế nào? Tôi không thể bắt được. Chú kiếm, chú bốc đồng rồi. Vừa rồi ta hình như nghe được hắn nói hắn thừa hưởng khuyết điểm võ hồn của Dung Dung. Có vẻ như chúng ta vẫn cần phải cầu xin anh ta. Phương pháp thứ hai rất nhiều. Cầu xin hắn trực tiếp bắt lại đây ép hỏi. Không được, Dung Dung vẫn còn trong tay hắn. Và tôi không muốn kết giao với những người như vậy. Nếu như hắn không chết nhớ hận chúng ta nương tựa võ hồn, cùng nhau chống lại chúng tôi, vậy thì rắc rối rồi. Hắn nói đi ra ngoài đừng trèo, đừng chắc trèo. Là ở bên ngoài chờ tôi ra ngoài thử xem thằng nhóc này đi. Cảm nhận được hơi thở rồi, trên bầu trời cao nhất. Nơi cao như vậy tôi không tiện mang theo bạn. Tôi sẽ đích thân đến cuộc họp. Phượng Hoàng phụ kiện. Dấu vết thứ hai, mưa sao băng Phoenix. Nhiều như vậy còn nhiều như vậy. Dấu vết quả thằng nhóc này đáng sợ quá. Giết linh vực Khả An. Loạn kiếm bê tông. Đi. Thật là một ngọn lửa khủng khiếp. Ngay cả tôi cũng cảm thấy nóng bức ở đây. Nếu tôi đánh thẳng vào đối thủ, cho dù ta là cấp 79 đỉnh phong hồn thánh cũng căn bản không nắm chắc kế tiếp. Dấu vết thứ ba, súng sao băng Phoenix. Bóng ma Phượng Hoàng. Thằng nhóc, dám đối đầu trực tiếp với tôi. Vậy thì cho ngươi xem một chút uy năng của kiếm khí sát lão phu. Hồn tích thứ nhất thường xuất phong. Mạnh quá, tay phải tè hết rồi. Tôi vẫn đánh giá thấp sức mạnh của siêu sa ngã. Nhà bếp đánh nhau rất khó. Bây giờ không có súng nhỏ. Lập tức xem giới hạn của đối phương ở đâu.
Trần Tinh thật sự rất mạnh, nếu không có sức bền của Phượng Hoàng Niết Bàn Kim, ngoài ra còn có Phượng Hoàng Phá Vạn Đồng và cây ngô đồng tồn tại. Hắn đã thua từ lâu rồi, không thể kiên trì đến bây giờ. Linh hồn thứ tư, Phượng Hoàng Chân Dương. Bảy giết sấm sét, một kiếm phá bầu trời. Tiêu thụ hơi lớn, đánh nhau với siêu đấu la thật vất vả. Học viện của tôi, là ai đã làm chuyện kinh khủng này? Nhiệt độ cao không phải là Nasi phải không? Cá đó đang làm cái quái gì vậy? Đúng là hắn. Hắn quả nhiên là một người nguy hiểm. Người ác. Nếu không phải chúng tôi phản ứng nhanh, đã lâu rồi. Chắc chắn là hắn. Còn có một khí kiếm. Có phải là chân thành không? Có lẽ lần này tôi có thể giết hắn. Ở bên trong mắt Đường Hạo cũng là hiện lên kiên kỵ và giết gà. Vừa rồi, anh ấy gần như không phản ứng gì cả. Muốn ra ngoài cứu con trai mình. Nhưng cũng may là giáo viên của học viện Si Zeta bỏ đi. Người này quá nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để cho lớn lên. Nếu không hậu quả sẽ vô tận. Huống chi tôi đã đắc tội với đối phương rồi. Dấu vết như vậy, Venom thực sự là một hồn vương có thể đánh ra. Hôm, bây giờ thực lực của tôi có thể gọi đến Dung Dung của bạn không? Tôi thừa nhận tôi đã đánh giá thấp bạn. Có thể ở hồn mang thì đánh với ta thành như vậy. Trên thế giới cũng chỉ có một mình ngươi. Bạn có quyền. Những gì bạn nói dưới đây có những khiếm khuyết trong việc thay đổi tháp bảy kho báu là đúng. Dung Dung hắn thật sự thoát khỏi rồi. Chờ một chút, tôi sẽ đưa các bạn đến gặp anh ta. Vậy tại sao bạn không tham gia Thất Bảo Lưu Ly Tông? Miễn là bạn tham gia, chắc chắn là đào tạo quan trọng nhất. Hơn nữa chuyện ngươi muốn làm chính là chuyện của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cảm ơn vì lời mời miễn phí. Tôi không có ý định phụ thuộc vào người khác. Nhưng mà, dân tông chủ tốn nhiều tiền như vậy. Tôi có thể đại diện cho Học viên Phượng Hoàng và Thất Bảo Lưu Ly Tông hợp tác lâu dài. Vinh Vinh gia nhập Học viện Phượng Hoàng, tương lai cũng có thể học luyện đan thuật và luyện khí thuật. Bạn có thể làm rất nhiều, tôi có thể làm rất nhiều. Miễn là vật liệu đủ. Tôi hiểu ý bạn rồi. Ta sẽ nói với tông chủ. Chắc là tông chủ hắn cũng sẽ không từ chối. Đi thôi, chúng ta xuống nói chuyện nhé. Hơi thở này là Đường Hạo. Muốn thì chết cho ta. Búa ao lớn. Đỗ Hạo. Bảy vị thần thật. Thứ 9 hồn tích thần ma hai cái. Thuần Tâm, ý anh là sao? Hừ, hắn là bạn của Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta, Đường Hạo. Không ngờ anh lại được sinh ra vào giờ này. Tấn công một đứa trẻ. Ngươi cũng không sợ người đời cười nhạo. Ta không tin ngươi là tên trộm, lần nào cũng may mắn như vậy. Sớm muộn gì cũng đuổi được cơ hội. Đường Hạo chết tiệt. Dám tấn công tôi. Dấu vết đầu tiên của cây ngô đồng nở hoa. Hồn tích thứ 5 Phượng Dương muốn làm. Đường Hạo, tao đụ bà ngoại mày, chết cho tôi. Tổng giám đốc Trần Tân. Thằng nhóc này còn có lá bài. Đây là hồn tích thứ 5 của hắn. Thật kinh khủng. Đừng để ta gặp lại các người. Tiếp theo chúng tôi có thể phải thay đổi một nơi dạy học. Thật sự là thiên tài nhân tạo. Giáo viên, mấy ngày nay anh ấy đã đến rồi. Nếu đến lúc đó không tìm được chỗ mới thì sao? Tiểu Tam, đừng lo lắng. Tôi có cách để thông báo cho anh ta. Vậy thì tốt rồi. Gần đây tôi phát hiện ra ba hạt giống tốt. Một trong những nơi đó không tệ. Chúng ta có thể đến đó và sử dụng nó. Cũng là ở thành phố Sâu Tâu. Vậy chúng ta qua xem đi. Không biết ba người đó nói chuyện thế nào rồi. Mọi người đâu? Chú Kiếm, tình huống gì vậy? Đường Hạo xuất hiện muốn giết Quận Miên. Tại sao lại muốn giết hắn? Chẳng lẽ cũng là kiêng kỵ thiên phú của hắn? Có lẽ. Tôi có một điều muốn nói với bạn.
đường cong võ hồn của Dung Dung thật sự đã thay đổi rồi. Hy vọng có thể cho chúng tôi một bất ngờ lớn. Haha. Haha, Hà Văn Tôn cũng dám thách thức chúng ta. Thôi nào. Thật cho rằng đánh mấy trận đấu Hồn Tôn liền có tư cách đối kháng với Hồn Tông chúng ta. Hồn tích thứ tư nổ tung giết. Hồn kỹ thứ tư treo lơ lửng trên không nổ tung. Hai người phối hợp có trật tự, trực tiếp triển khai gương ma thuật anh hùng. Ngắt lời, kết thúc ngay lập tức. Hai thiếu niên kiêu ngạo là Chu Trúc Khanh và Ninh Long Long. Bữa ăn khi nào? Trận thứ hai hồn tích U Minh Diệu Ảnh giết. Võ hồn của cô gái này hóa ra là Phượng Hoàng võ hồn và có vẻ như chất lượng siêu cao. Nếu có thể chứa được thất bảo lưu ly tông của ta thì tốt rồi. Tại sao tôi lại cảm nhận được hơi thở của tuổi thơ từ cô gái Phượng Hoàng chín màu đó? Kim nói nếu như dung hợp võ hồn biến thành Phượng Hoàng, vậy sau này chúng ta có phải đổi tên thành Cửu Sắc Phượng Hoàng Tông không? Không là Cửu Màu Lưu Ly Phượng Hoàng Tông, miễn là rồng thích, tôi không quan tâm. Hai vị thấy thế nào? Mã Viện tìm bạn và Chủ Kiến nói hợp tác. Tôi đại diện cho toàn bộ thất bảo lưu ly tông đồng ý rồi. Chúng tôi chọn là cung cấp vật liệu để bạn xử lý. Có thể hợp tác vui vẻ. Bạn là khách hàng đầu tiên của Học viện Phượng Hoàng chúng tôi. Hợp tác với chúng tôi, bạn hoàn toàn xứng đáng. Hợp tác vui vẻ. Hai người đó là người nhà của Dung Dung. Và anh có mùi thuốc súng. Vừa có một cuộc chiến. Tôi vừa đánh nhau với lão già đó. Giữa trường chạy ra một cái số hội trường. Xin nữa thì giết tôi. Gì? Để tôi xem cô có sao không? Này, yên tâm đi. Tôi không sao. Lần này chúng tôi đã phát triển. Tôi kiếm được gần 600 triệu. Nếu không phải là phí xử lý của nhà đấu giá. Tôi đã kiếm được 6 tỷ đô la rồi. Hơn nữa còn giành được một danh sách lớn trong thất bảo lưu ly. 600 triệu. Tuyệt vời. Trường đại học của chúng tôi đã hạ cánh. Tốt hơn cả học viện Sirius. Đừng so sánh Sirius với chúng tôi. So với họ, giá trị và giá cả. Chuyện gì khiến tông chủ của bạn gấp như vậy? Mã Viện tìm loại thảo dược thần kỳ kia còn không? Nếu bạn vẫn có thể tìm cho tôi một cái, tôi sẵn sàng mua nó với giá tiền vàng cao. Chúng tôi thực sự cần nó. Lan tông chủ đừng vội. Cây thảo dược thần kỳ mà Dung Dung ăn cũng là tôi ngẫu nhiên có được. Cái giống nhau không còn nữa. Hoa tu lấp. Trên di tích có nói ở vị trí nào không? Nó được cho là ở trung tâm của rừng hoàng hôn. Tôi cũng định đi xem trong thời gian tới. Rừng hoàng hôn mặc dù diện tích không lớn bằng rừng lớn tinh đấu, nhưng cũng rất lớn. Muốn tìm ra trong thời gian ngắn gần như không thể. Không biết ngài Mã có thời gian chúng ta cùng đi không? Không vội. Trong thời gian này tôi cần tìm vị trí thích hợp để thành lập Học viện Phượng Hoàng. Không muộn để đi sau khi tìm thấy nó. Chuyện nhỏ thôi. Bạn chỉ cần nói một nơi. Tôi có thể kiếm cho anh một mảnh đất. Những bằng cấp đó tôi cũng có thể lấy cho bạn. Nghe nói có người đánh nhau không? Tôi tò mò đó là ai? Nghe nói là một đội tên là đội Phượng Hoàng. Cái tên này nghe như một đội linh tinh. Dù sao thì chúng tôi cũng đi ngang qua đây. Cũng là tập thể dục một chút. Chúng ta hãy xem sức chiến đấu của người dân ở nơi nhỏ bé này như thế nào. Đội trưởng thế nào? Bạn đã nhận được thông tin về Phoenix chưa? Phải lấy được rồi. Phượng Hoàng chiến đội là phó thành hồn đấu trường tạm thời thành lập một chi đội ngũ 7 người. 5 người còn lại đều không đáng nói. Nhưng hai cô gái với Phượng Hoàng võ hồn này cần chúng ta chú ý. Họ mạnh mẽ. Phượng Hoàng cũng là nhóm hàng đầu. Mặc dù hồn lực là hồn tôn, nhưng thực lực vượt qua hồn tôn. Có năng lực chiến đấu vượt cấp để đánh bại hồn tông. Bài nói của Tần Minh lập tức thu hút sự chú ý của 7 người trong đội đạo nành. Còn có những người như vậy, họ không nên vô danh. Họ là hai chị em mà. Đeo mặt nạ cũng không biết trông thế nào. Không rõ là không có tên thật sao? Không có thông tin nào có thể lấy được đều ở đây rồi. Bọn họ 3 ngày nay đều ở hồn đấu trường thi đấu. Trận đấu đơn và trận đấu đôi cùng cấp độ trực tiếp giết dây. Sự hỗn loạn liên quan đến trận chiến cao nhất cũng rất dễ xử lý. Lão Vương đi ra trước đi cô gái. Cho nên các ngươi cần dùng thời gian nhanh nhất để giải quyết những tên khốn còn lại. Sau đó rảnh tay đối phó với hai cô gái này. Diêm Diễm lần này điểm đột phá mấu chốt là độc của ngươi. Ngươi cần dùng độc phối hợp với Thiên Hành và những người khác nhanh chóng giải quyết 5 người còn lại.
Tôi biết rồi, thầy Tần Minh. Này, 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 mọi người lên kế hoạch chiến đấu xong rồi lên đường đến nhà máy lâu đài Sâu Tâu. Tôi chưa chết. Tôi lại thất bại. Thằng nhóc đó thật xấu xa. Rõ ràng chỉ là một hồn vương, nhưng lại có được sức mạnh làm trọng thương cái danh hiệu đấu la này. Chết tiệt. Nếu không phải hắn nửa đường giết ra, dù thế nào tôi cũng sẽ không thất bại. Bây giờ vết thương đen của tôi tích lũy nhiều hơn, không thể bốc đồng nữa, phải khôi phục lại rồi nói sau. So với việc giết ma Hong Gun, lẽ ra tôi nên bảo vệ tốt cho tiểu ta mới đúng. Trước khi vết thương của tôi hồi phục, chỉ cần lần đó không ra tay với tiểu tam, tôi sẽ chịu đựng nó trước. Có vẻ như chúng ta đến đúng lúc. Hôm nay hồn đấu trường sẽ tổ chức một cuộc thi tiểu đội hồn tôn 5 năm. Con quái vật nhỏ, các bạn xem đi. Điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đến các bạn. Đội phượng hoàng đấu với đội hoàng đấu. Đội hoàng đấu là đội ngũ hạt giống của Học viện Hoàng gia Đế quốc Thiên đấu. Mọi người đều là thiên tài, rất mạnh. Còn về đội phượng hoàng này, chưa từng nghe qua. Chờ đã, Phoenix có liên quan gì đến anh chàng đó không? Tôi nghe nói tên đó chính là viện trưởng của Học viện Phượng Hoàng. Đội Phượng Hoàng này không phải do hắn thành lập sao? Thế giới nhỏ quá, đi đâu cũng có thể gặp họ. Họ là ai? Vào xem đi. Thời gian hẹn đã đến. Đi đi, dùng Phượng Hoàng của các ngươi đánh bại đám người Tư Hoàng gia. Bước lên niềm tự hào của họ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua đâu. Cha gặp ông nội. Các bạn có thể xem màn trình diễn của Dung Dung đi. Các quái vật nhỏ, đừng chớp mắt, trận chiến này rất nặng nề với các anh. Trong tương lai, bạn cũng có thể gặp một trong những giáo viên, bạn nghĩ ai sẽ thắng trận đấu này? Nếu như võ hồn của đội Phượng Hoàng đều là Phượng Hoàng, vậy xác suất thắng là rất cao, nhưng nếu không phải là thắng thì là đội đậu nành. Bây giờ bên đó đã mở cửa rồi, chúng ta có thể đặt cược. Chín màu tôi yêu bạn. Như chuột yêu gạo. Bóng tối. Em yêu anh như chuột yêu gạo. Thật là Phượng Hoàng võ hồn xinh đẹp. Đừng xem nhẹ. Xử lý 5 thẻ linh tinh còn lại theo tốc độ hình thức dự kiến. Hãy để tôi kiểm tra chúng trước. Các anh đi giải quyết 5 người còn lại. Và tuyệt đẹp. Đến anh có phụ trách bảo vệ hơn không? Đây là chất độc. Lời cấm ma túy của tôi bị bóp nghẹt rồi. Tôi sẽ đối phó với hắn. Bạn đi bắt Dạ Lăng Lăng. Được. Bóng ma đã biến mất. Anh ta đi đâu vậy? Có thể đến với võ công. Xuất hiện khi nào? Tôi không để ý. Dấu vết linh hồn thứ 3, màu tím độc. Vừa rồi chính là Phượng Hoàng Học viện tặng cho ta cảnh ông Liêu. Có lẽ tôi có thể đi xem. Nếu thật sự có thể thay đổi sao? Gia đình tốt, khi nào thì qua? Chiến đấu với ta, người cũng dám phân tìm cái chết cho tôi đi. Thiên cân. Dấu vết linh hồn đầu tiên, móng vuốt Phượng Hoàng. Số hàng bạn phòng thủ bán lẻ. Sớm biết hai cái kia Phượng Hoàng nữ có vượt cấp tác chiến năng lực. Không ngờ lại thái quá như vậy. Đã bao lâu rồi? Đánh bại hai đội trưởng của chúng ta. Loại bỏ nhưng... Hãy dành thời gian cho hai đội trưởng. Hồn cảnh huyền vị về cơ nào?
9 màu chống mưa. Ai cho phép anh tới? Tiếp tục quỳ xuống. Dấu vết thứ ba, cơn thịnh nộ của bóng tối. Được rồi, chỉ còn lại hai con rùa. Các người bị chúng tôi bao vây và muốn chống cự. Không ngờ hai người phụ nữ này lại mạnh mẽ như vậy. Lãnh đạo. Chúa ơi, hai ngôn ngữ phượng hoàng này cũng quá biến thái. Lại dựa vào hai người mạnh mẽ lật ngược thế cờ. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều không có kéo dài ra hào quang. Chẳng lẽ tất cả đều là tự sáng tạo hồn ký? Đại sư nhiều hơn kiến thức. Bạn có thể cho chúng tôi biết tại sao không? Vũ hồn thiên hạ vô số kỳ quái. Không nhất thiết sẽ không có. Tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo của họ. Có lẽ sẽ đưa ra một câu trả lời vì lợi ích của tôi. Các người đi chuẩn bị đấu hồn đi. Này, Tiểu Cương, tôi sẽ đi với bạn. Người phụ nữ đó không phải là linh hồn mèo linh hồn, nhưng lại cho ta một loại võ hồn trên có cảm giác đặc biệt liên hệ. Chẳng lẽ tà ma bạch hổ của ta có thể cùng phượng hoàng của hắn tiến hành kỹ năng dung hợp võ hồn sao? Tiểu Tam, các người đi hồn đấu trước đi. Tôi có việc phải làm. Chờ một chút. Đưa xe sẽ không đi tán gái phải không? Đi thôi, chúng ta cũng đi đăng ký thi đấu. À, ha, 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 ha. Trận chiến này rất đẹp. Ha, 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 ha. Dung Dung thật sự trưởng thành rồi. Cảm ơn Dean mà. Không cần khách sáo, họ đều là học sinh của tôi. Xin vui lòng ở lại. Hãy tự giới thiệu, tôi là hiệu trưởng học viện Czech Volandasi. 78 cấp 78. Không biết có thể cho mặt chúng ta nói chuyện một chút không? Các người đang đe dọa chúng tôi. Đừng hiểu lầm. Đây là giáo viên đại học của chúng tôi. Lý thuyết là số 1 thế giới. Đông mệnh danh là đại sư và tiểu cương. Các vị, tôi muốn biết tại sao các vị không có vòng linh hồn trong khi thi triển kỹ năng. Đương nhiên là tự sáng tạo hồn kỹ. Thật sự là tự sáng tạo hồn kỹ. Hai cô gái xinh đẹp, các người có muốn gia nhập học viện Czech không? Có giá trị của lý thuyết đầu tiên trên thế giới của chúng ta, nhất định có thể bồi dưỡng các người thành phóng hiệu đấu la. Hỏa hỏa, nơi mà chim không nghỉ ở học viện Czech. Không có tiền không có tài nguyên cũng dám đến đây đào chúng tôi. Ai cho các người mặt? Sao anh lại coi thường chúng tôi thế? Coi thường các ngươi thì sao? Chỉ là 29 cái phế vật ngay cả 30 cấp đều không thể đột phá, người cũng không ngại đến dạy chúng ta Phượng Hoàng học viện học sinh. Ngọc Tiểu Cương, anh tính đi. Lão già nào, tin hay không, ta sẽ đốt cháy dương vật của ngươi. Mã Hồng Tuấn thật sự là bạn ngu ngốc. Là tôi, Dean Volandasi, chúng ta gặp lại nhau. Giọng điệu vừa rồi nặng hơn một chút. Hy vọng bạn không thấy lạ, tôi chỉ muốn hỏi một điều. Học viện Phượng Hoàng là của bạn? Tốt, tôi tạo ra nó. U Minh và Cửu Sắc chính là hai học viên của học viện chúng ta. Tôi biết rồi, chúng tôi đã đột ngột từ biệt. Người hiện nay đều không biết trời cao đất dày. Mọi người cả đời đều không thể vượt qua cấp 30 cũng dám giả danh đại sư. Không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Nếu thật sự giỏi như vậy, tại sao không thể giải quyết tình trạng khó khăn không thể vượt qua cấp 30? Quên đi, chúng ta không nói về anh ta giờ nữa. Trận đấu đã kết thúc. Chúng ta nên ra khỏi đây. Trước tiên đi xem địa chỉ học viện Phượng Hoàng tôi trang bị cho bạn đi. Được rồi, ha ha ha. Cả hai đã làm rất tốt. Lần này là nhờ các bạn. Sau trận đấu này, có lẽ chúng ta sẽ không còn nữa. Tại sao? Có phải là chúng tôi làm không tốt không? Không, chúng ta sẽ rời thành Tâu Tâu và đi đến thành Tên Tâu. Bởi vì trường đại học của chúng tôi ở đó. Bảo trọng nhé. Cái quái gì thế này? Mèo linh hồn ma sao cũng không liên quan đến Phượng Hoàng. Không được, tôi nhất định phải mạnh mẽ lên. Cho dù là hai thần võ hồn hay là biến dị võ hồn cũng tốt. Miễn là tôi có đủ sức mạnh, tất cả có thể được giải quyết. Ngày mai lại đi xem núi nhé. Bây giờ đêm tối cũng không nhìn thấy gì. Không bằng đến thất bảo lưu ly tông của tôi làm khách đi. Cũng để tôi làm ý chủ nhà. Vậy thì làm phiền tông chủ của bạn rồi. Học viện Phượng Hoàng mà trước đây bảo các ngươi tìm kiếm có manh mối rồi. Thưa bệ hạ, học viện của anh ấy vẫn đang tìm kiếm trước khi thành lập. Địa chỉ không cố định. Bệ hạ, cuộn giấy trong tay ngài có tin tức về hắn.
Mời bạn xem qua. Ngươi tìm được Minh Dung Dung chính là 9 màu trong hồn đấu trường của thành phố Sâu Tâu. Về phần U Minh, chúng tôi vẫn chưa tìm ra đầy đủ. Lần đó để Thanh Hà đi qua kiểm tra đường dây. Thái tử điện hạ, bệ hạ bảo ngài đến phòng ngủ. Chờ một chút. Chú Sa, chú có biết lão già kia tìm tôi có việc gì không? Thiếu chủ, ta muốn nói với người chuyện này. Vừa rồi ta phát hiện đám người Lâm Phong Trì đến Hoàng Thành, bên cạnh còn mang theo cái kia hồn vương thiếu nữ. Chúng tôi nghi ngờ vùng đất đêm tuyết là vì chuyện này tìm bạn. Cô có chắc đó là người này không? Hum, cậu bé tài năng như vậy, tôi sẽ không bỏ lỡ đâu. Đi thôi, chúng ta đi gặp ông già kia trước đã. Vào ban đêm, ông chỉ có thể mang Cổ Long trở lại. Một mình gọi ra Ninh Dung Dung, hãy để nó giải phóng vũ hồn. Cổ Long chưa từng thấy võ hồn biến dị, cho nên muốn đến xem. Đây là năm nào? Võ hồn biến dị, ngay cả hồn hoàn cũng biến dị. Hồn tôn 12 tuổi cũng rất là quái vật. Ba chiếc nhẫn linh hồn này bị lộ ra ngoài là nguy hiểm cho bạn. Ha ha ha. Tôi có cách. Thi triển hồn kỹ sẽ không giải phóng hồn hoàn. Những ngày này không ai biết màu sắc và cấu hình của chiếc nhẫn linh hồn của tôi. Bọn họ đều cho rằng ta là tự sáng tạo hồn kỹ. Và tôi muốn chạy. Không ai có thể đuổi theo tôi. Sương già, bạn yên tâm đi. Những gì bạn nghĩ đến, chúng tôi cũng nghĩ đến. Ha ha. Nào, chúng ta luyện tập nhé. Yên tâm đi, ông nội sẽ ở lại. Tôi không muốn làm tổn thương bạn. Ha ha. Ha ha, Dung Dung nhà tôi thật sự đã trưởng thành rồi. Như vậy ta thật sự có thể yên tâm giao người cho học viên Phượng Hoàng của tên kia quận Mã Hồng đi học. Dung Dung, bạn đúng vậy, tiểu tử có cảm giác không? Tại sao ông nội bình thường đột nhiên hỏi câu hỏi này, xấu hổ quá. Ha ha Dung. Giờ anh đã trưởng thành rồi. Nếu như ngươi thật sự có cảm tình với Hồng Quân, vậy thì nhanh chóng bày tỏ tâm ý đi. Nếu không, người ưu tú như vậy rất có nhu cầu. Đặc biệt là cô gái đi cùng cậu tên là Chu Chu Thanh. Tôi có tình cảm với anh ấy. Nhưng anh ấy rất giỏi. Tương lai chắc chắn không chỉ có vợ tôi. Mê mơ đám đông. Phụ nữ nhiều năm cũng bình thường. Nếu có thể trói buộc hắn ở Thất Bảo Lưu Ly Tông là tốt nhất. Tương lai bạn sẽ có thêm bao nhiêu đứa con với anh ấy. Để lại một cái tên tốt hơn một chút là được rồi. Phương Chí, vợ anh nhiều như vậy, có thể hiểu quận men là được. Được rồi, đây rồi. Vậy thì làm phiền bạn lỏng lẻo rồi. Nếu cần tiền để mua, tôi sẽ trả. Thái tử điện hạ đến. Vừa rồi, quận Bát Long đến học viện Hoàng gia thiên đấu để chặn hồ đồ cô Nhạn và Diệp Linh Linh. Sau khi đọc cô bà biết chuyện, mặt đều lừa đảo. Các người muốn sức mạnh lớn hơn sao? Đi ra. Người là ai? Ta chưa từng thấy người ở học viện thiên đấu hoàng gia. Xin lỗi. Không, theo một nghĩa nào đó, tôi miễn dịch với chất độc. Cái gì miễn phí? Tự giới thiệu đi. Tôi là Văn Tuấn, viện trưởng học viện Phượng Hoàng. Bạn có thể gọi tôi là Đinh Ma. Lần này tới đây là vì mời các người gia nhập Phượng Hoàng học viện. Ngươi chính là viện trưởng học viện Phượng Hoàng. Tôi biết cô là cháu gái của Tu Tu. Học viện Phượng Hoàng là một học viện vừa mới thành lập không lâu. Có vẻ như anh nhỏ hơn chúng tôi. Cách dạy chúng tôi. Hừ, Cửu Sắc và U Minh chính là học sinh của học viện chúng ta. Không phải là dễ dàng đánh bại các ngươi sao? Ngũ Hoàn Hồn Vương trẻ như vậy. Và màu đỏ lửa này là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ là chiếc nhẫn linh hồn 100.000 năm trong truyền thuyết? Tôi không muốn nói quá nhiều. Tham gia học viện Phượng Hoàng, bạn sẽ nhận được cơ hội rất lớn. Võ hồn của các ngươi vì vậy có thể hóa thành Phượng Hoàng. Nếu bạn không muốn tham gia, vậy tôi sẽ nhường chỗ cho người khác. Tạm biệt. Chờ một chút.
Chúng tôi đồng ý rồi. Nhưng chúng ta cần phải bỏ học với Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Cứ như vậy đi cùng các ngươi, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Để lại một lá thư là được. Các ngươi sẽ không hối hận quyết định này. Ông đưa chúng tôi đến đây làm gì? Tôi là một quý ông. Đừng nghĩ sai. Những gì tôi sắp nói với các bạn rất quan trọng. Cũng là một quá trình quan trọng nhất để các người gia nhập Học viện Phượng Hoàng. Ý ngươi là võ hồn của chúng ta cũng có thể biến thành Phượng Hoàng. Độc Cô Nhạn có chút khó khăn. Võ hồn của hắn là Bích Linh Sa thừa kế ông nội. Nếu sau khi biến thành Phượng Hoàng, đây vẫn là truyền thừa sao? Ngươi thật ra không cần phải lo lắng vấn đề của bản thân võ hồn. Dù sao Bích Linh Xà của ngươi không phải là huyết mạch của ông nội ngươi, là loại nào bình thường, tương lai muốn trở thành trường sinh linh giả cũng khó. Nhưng sau khi võ hồn của ta biến dị, làm thế nào để giải thích cho ông nội? Nếu nói trực tiếp, anh ta có thể làm phiền bạn. Sau khi võ hồn tiến hóa Phượng Hoàng, thay vì đổ lỗi cho tôi, ông của bạn, thay vào đó sẽ cảm ơn tôi. Hiện tượng tự ngộ độc của bạn sẽ được giải quyết. Tôi bị trúng độc. Làm sao có thể? Tôi được sinh ra. Điều này thực sự hơi thái quá. Chất độc của ngươi là kết quả của phản xạ võ hồn. Bản thân ông cậu cũng bị đầu độc. Gia đình các người chết một cách khó hiểu. Cũng là bởi vì độc truyền thức nơi võ hồn gây ra. Sao anh biết đó là dấu hiệu anh bị đầu độc? Vậy tại sao đến bây giờ tôi vẫn sống tốt? Đó là bởi vì ông nội người mỗi một đoạn thời gian đều sẽ truyền linh lực cho ngươi. Ngăn chặn độc tố trong cơ thể bạn. Để trở nên mạnh mẽ. Vì sức mạnh. Và vì di sản của gia đình, tôi sẵn sàng. Tôi đã thành công. Thành công là được rồi. Chào mừng bạn đến với Học viện Phoenix. Từ nay về sau chúng ta là chiến hữu, cũng là chị em. Còn thiếu hai cái, tìm ai tốt hơn? Có Bách Thủ tướng của dân tộc Phúc Kiến. Không ngờ trên đời này còn có người tài năng xuất sắc như vậy. Ngay cả Huyết Huyết Đại Đế cũng không tiếc dùng ta tới kéo đối phương. Mã Hồng Tuấn, vậy thì để bà già đến học. Ồ... Đa thầy La Mẫn Hiệp một mình. Lần này đến là để gặp cháu gái tôi. Bảo anh ấy đến gặp tôi. Là tôi bây giờ liền để người ta đi chào đón tiểu thư đến cùng danh lão sư. Tôi không thấy Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn trong ký túc xá. Nhưng lại tìm thấy hai lá thư này. Nhìn đi. Diệp Linh Linh và tôi quyết định rời khỏi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Tìm cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy tha thứ cho chúng tôi vì đã ra đi mà không nói lời tạm biệt. Không tốt. Tôi đã thấy một mình đấu La Miên Hạ và ba ủy viên giáo dục. Cháu gái của tôi đâu? Sao không đi cùng bạn? Bạn không biết sao? Diễn Diễn tối qua đã rời khỏi học viện rồi. Cái gì đã rời đi? Tại sao lại bỏ đi? Nói tất cả những gì bạn biết. Còn có chuyện này nữa. Trong thiên hạ có người có thể giải quyết độc của rắn Bích Lâm. Ông già biết rồi. Tôi sẽ đưa họ về ngay bây giờ. Diễm Diễm, có phải ông nội cô có một vườn thuốc đầy những bông hoa rất đẹp không? Vâng, thưa ngài. Ngài đã biết. Có phải ông tôi nói với bạn không? Không phải cái sân thuốc đó. Cô có thể đưa tôi đến đó không? Được rồi. Vậy khi nào chúng ta ra ngoài? Đi ngay. Ở nhà, chẳng lẽ Diễm Diễm đã chết rồi, sân thuốc của tôi. Phong Chi, ngươi nói đây có thể là tiểu tử kia lừa gạt chúng ta không? Thiên hạ này căn bản không có băng hỏa 200 triệu mắt. Chắc là không. Dung Dung và bây giờ mọi thứ đều là phim ảnh. Tôi không nghĩ anh ta lừa dối chúng ta. Ông chủ mời bạn ra trước. Đáng đạo là
Học viện Phượng Hoàng lại xuất hiện hai thành viên mới. Hai người này rất xa lạ. Võ hồn và hồn tích chưa từng thấy qua đều không giống nhau. Võ hồn của hai người này có thể cũng có liên quan đến Phượng Hoàng không? Vậy tôi muốn xem anh ta biện hộ thế nào. Sao Wei Ying Golan có thể rời khỏi học viện, lập tức sắp xếp cho tôi tìm kiếm tung tích của anh ta, lấy lại bằng mọi giá. Vâng. Trường khoa ở đây. Nơi này chính là băng họa hai mắt thật sự. Nhưng kho báu bên trong là cỏ tiên. Chỉ tiếc là ông của bạn ngồi với nhiều bảo hành như vậy mà không biết. Cũng không biết cách sử dụng. Bảo hành đây không phải là một số bông hoa đẹp sao? Đó là bởi vì bạn không biết cách thử nghiệm. Ôi rực rỡ. Không ngờ anh lại ở đây. Thằng nhóc này là ai? Chẳng lẽ là bạn trai mới của Diễm Diễm sao? Ông ơi, ông đang nói gì vậy? Đây là trưởng khoa của tôi. Ngươi chính là viện trưởng học viện Phượng Hoàng. Là ta, ngươi không sợ tà lão phu nhưng là danh hiệu đấu la. Cô không chỉ không làm tổn thương tôi mà còn cảm ơn tôi. Đừng tưởng rằng có cháu gái tôi ở đây, lão phu không dám động đến cậu. Ông ơi, đừng làm vậy với viện trưởng. Hắn là người tốt. Chất độc trên người tôi chính là hắn giúp tôi giải quyết. Những việc này bạn đều biết rồi, còn giải quyết nữa có nghĩa là sao? Diễm Diễm, tôi nghĩ cậu vẫn phải giải thích cho ông nội cậu. Tôi đi ngắm hoa rồi. Ông ơi, bây giờ võ hồn của tôi không phải là Bích Linh Xà. Cậu còn giận không? Chỉ cần có thể để cho ngươi sống, ta thà rằng ngươi không phải là Bích Linh Xà võ hồn. Diễm Diễm, em có thích anh ấy không? Trông anh ấy trẻ lắm. Nếu không lão phu ép buộc thanh toán các người. Dù sao, một người ưu tú như anh ta chắc chắn sẽ bị nhiều phụ nữ theo dõi hơn trong tương lai. Ông ơi, đừng nói về vấn đề này nữa. Ha 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 ha, đi thôi. Đưa tôi đi gặp thằng nhóc đó. Tiền bối hiểu thế nào? Vừa rồi lão phu của thật bị thương nặng một chút. Ông đã cứu cháu gái tôi. Ông là ân nhân của tôi. Lão phu nợ ngươi một cái đại tình. Nếu ngươi có cách làm cho vũ hồn sắc diêm biến dị, ngươi không có cách nào cũng làm cho võ hồn của lão phu biến dị. Có, nhưng những lợi ích này chỉ có người của học viện Phượng Hoàng mới có thể hưởng. Nói cách khác, tiền bối, ngươi muốn gia nhập học viện Phượng Hoàng. Lão phu là một người quen với tự do. Tiền bối, học viện của chúng ta sẽ không trói buộc ngươi. Chỉ cần ngươi ra tay khi học viện gặp khủng hoảng là được. Giám đốc Hâm, lão phu đồng ý điều kiện của người gia nhập Phượng Hoàng học viện. Mau cho lão phu cũng đến một lần đột biến. Ha, cấp 96 siêu cấp cái ma. Ông già lên rồi. Cậu làm cái quái gì thế? Lão quái vật có thứ gì có thể chứa vật sống không? Có, đây là như ý bách bảo đường của tôi. Có thể lưu trữ vật sống. Ông ơi, viện trưởng sẽ ổn chứ? Yên tâm đi, thằng nhóc nó sẽ ổn thôi. Còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút là có thể vượt qua cấp 60. Thật kinh khủng, đây là sự thay đổi của Chúa. Cũng may không phải thời Hoàng Kim, nếu không tôi sẽ kích hoạt Niết Bàn Phượng Hoàng. Sự phục hồi kỳ diệu. Kỹ năng này thật tốt. Bây giờ kỹ năng trộn xương này cũng được coi là một kỹ năng cứu mạng. Hung đổi âm, tôi xem tôi dạy bạn luyện nói. Hả? Ha 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 ha. Mã gia tài rút cuộc cấp 60 rồi. 12 tuổi cấp 60 hồn lực. Hai con sư tử rồng này to như vậy, có thể làm rất nhiều vũ khí, có thể kết hợp với cấp cao của học viện Phượng Hoàng. Vậy thì trực tiếp làm thành một bộ giáp đi. Không gian Phoenix. Đã lâu như vậy rồi, trưởng khoa vẫn chưa xuất hiện, sẽ không có chuyện gì thực sự xảy ra chứ? Chúng ta phải tin anh ta.
Ồ, là trưởng khoa. Anh ấy không sao, để các bạn chờ lâu rồi. Thưa thầy, hơi thở của thầy mạnh lên nhiều rồi. Tự nhiên gặp phải một số cơ hội ở bên dưới, để 60. Cho ta thành công đột phá 60 cấp hồn đế. Các 60 lục hoàn hồn đế. Sau một thời gian tôi cũng sẽ cho các bạn một bất ngờ. Viện trưởng, xem ở đây đột nhiên tối, nhẹ là nguyên nhân gì? Có liên quan gì đến cơ hội của bạn không? Có, nhưng vấn đề không lớn, tôi có cách giải quyết. Sự phục hồi kỳ diệu. Viện trưởng, đó là hồn cốt, và năm không thấp, nhưng so với hồn cốt của ta thì có vẻ khác. Đây là xương thần truyền thừa thuộc về bản thân Phượng Hoàng, là một phần của trang phục Phượng Hoàng, là thần cốt ta thức tỉnh sớm sau khi hấp thụ hồn cốt. Tôi cũng có một cái đầu. Vẫn là vạn năm. Tại sao không có thức tỉnh truyền thừa thần cốt? Chúng ta không có sao? Tất cả đều có thân cổ là thần thú của thần giới. Năm tính toán sẽ không cố định, có tính tăng trưởng siêu mạnh, có thể cùng linh sư cùng nhau trưởng thành, bản thân cũng có thần lực. Vậy ta phải nhanh chóng tu luyện đạt đến cấp 99 mới được. Đây là năng lực gì? Có thể làm cho một nơi rộng lớn như vậy biến mất. Đây là Phượng Hoàng không gian tự mang theo thiên phú thần thông. Đặt ở đây không phải là an toàn nhất. Tôi dự định kế nó vào Học viện Phượng Hoàng để học trưởng lão. Trước khi trường được xây dựng, chúng ta hãy đi quanh thành Tên Đu. Này này! Quận Mã Hồng bắt đầu luyện đan dược cho mọi người. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy được dược lực của tiên thảo, tăng tốc độ tu luyện của họ. Trưởng lão Lu, cái này không có đan dược cho bạn. Thúc tốc cách cấp 99 còn kém 2 cấp nữa. Oh, ha, trưởng khoa, sau này có lão phu ở, bạn có thể đi ngang trên đường chính rồi. Được rồi, vậy thì làm phiền trưởng lão. Din, những gì bạn yêu cầu tôi điều tra đã có người mẹ. Nếu anh muốn đưa họ vào học viện, lão phu trực tiếp đi qua là được, nếu họ không cho mặt, vậy thì giết hết đi. Ngươi là đại trưởng lão của Học viện Phượng Hoàng. Tôi là trưởng khoa. Chúng ta bên ngoài phải chú ý hình tượng, đàm phán với người khác. Ông già biết rồi. Các người làm gì vậy? Nếu tôi là một nhà kinh doanh lớn, tôi thậm chí không thể tìm thấy con gái tôi. Chúng tôi sai rồi. Xin chủ nhà trừng phạt. Mẹ ơi, con về rồi. Không cần làm khó họ nữa. Lạnh lùng tiểu thư. Mày ra ngoài đi, tôi nói chuyện riêng với mẹ. Sao ngươi lại bỏ học ở Thiên Đạo Học viện Hoàng gia, vẫn chưa quay lại nói với chúng tôi? Xin lỗi mẹ, tôi có lý do. Tôi đã tìm thấy cơ hội lớn, cũng đã tìm ra cách giải quyết sơ suất của Hải Đường Chính Sao nhà riêng của tôi. Đó là lý do tôi rời khỏi học viện, không kịp nói với các bạn, sẽ không quay lại báo bình an cho các bạn nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Nói chuyện với mẹ đi. Sau đó Diệp Linh Linh nói ra sự việc. Thiên hạ còn có máy xa như vậy. Người phát ngôn của thần võ hồn biến dị Phượng Hoàng. Mạng lưới linh hồn năm vòng. Thiếu niên năm vòng linh hồn lưới. Không chỉ mình tôi, võ hồn của người khác cũng biến dị thành Phượng Hoàng. Và tôi cũng là người anh ấy chọn. Người khổng lồ mệnh 9 sao xuất hiện trong thiên đấu hồn đấu trường có phải là ngươi không? Là tôi. Tôi muốn gặp người đại diện của ngài. Không biết có được không? Tôi cần hỏi ý kiến của trưởng khoa. Ngọc Lễ Tiểu Trương, bạn đã 29 rồi, có hài lòng không? Mẹ kiếp. Anh trai Tiểu Cương của tôi. Cho nên tôi nghi ngờ Mã Hồng Tuấn nhất định còn có chuyện gì giấu chúng tôi. Mọi người đều có bí mật. Có phải họ để Dung Dung hỏi một chút là biết rồi không? Là ai? Cô đơn. Là lão phu, các người rất bất ngờ. Haha. Đã thấy một tòa nhà duy nhất. Độc Cô Bạc, cậu đến chỗ chúng tôi có việc gì vậy? Giám đốc của chúng tôi yêu cầu tôi mang cái này đến đây. Tiền của các bạn đã sẵn sàng chưa? Cô vừa gọi anh ta là Dean. Chẳng lẽ người đã gia nhập Phượng Hoàng Học viện rồi? Chính là lão phu bây giờ là đại trưởng lão của Học viện Phượng Hoàng.
Nếu không có gì sai thì trả tiền đi. Thanh toán ngay khi xuất hiện, lão phu còn phải trả lời trưởng khoa. Được. Trong thẻ này có 100 đồng linh hồn một cân. Phúc Hạ có thể đến bất kỳ cửa hàng nào của Thất Bảo Lưu Ly Tông trên toàn đại lục bất cứ lúc nào để kiểm tra. Lão phu tự nhiên tin vào uy tín của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Việc này xong rồi, ông già về rồi. Chờ một chút, tôi còn muốn hôn một thứ nữa không? Nói nhưng lão phu không nhất định trả lời ngươi. Lão Du, đừng quá kiêu ngạo nữa. Thật sự coi như hai chúng ta không có ở đây phải không? Cái gì? 97, bạn thực sự là siêu đấu la cấp 97. Mẹ cô đơn không phải cấp 92. Từ khi nào trở thành cấp 97? Tôi muốn hỏi một chút, Cửu Khê Sông Bích Lâm mới gia nhập Học viện Phượng Hoàng có phải là Độc Cô Nhạn và Diệp Minh 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 không? Chính là họ. Bây giờ họ đã là học sinh của Học viện Phượng Hoàng của tôi. Ai dám động đến bọn họ chính là cùng lão phu này tôn phong hiệu đấu la không qua được. Lão phu nhất định sẽ để bọn họ phải trả giá đắt. Ha ha ha. Học viện Phượng Hoàng và Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải là kẻ thù, mà là bạn. Tốt nhất là thế. Bạn là Bạch Trầm Hương, là tôi đây. Tên tôi là Hồng Tuấn, là hiệu trưởng của Học viện Phượng Hoàng. Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Cô không đùa tôi à? Ông là trưởng khoa, hơn nữa tôi đã có học viện rồi thì không đi nữa. Ngươi là Lục Hoàn Hồn Đế. Sao cái màu đỏ 10 vạn năm hồn nhẫn? Gia đình anh nghèo, không thể cung cấp cho bạn quá nhiều tài nguyên. Nghĩa là bạn đồng ý tham gia học phí miễn phí và sẽ nuôi dưỡng bạn rất nhiều. Chẳng bao lâu nữa sẽ là cuộc thi hồn sư ưu tú toàn lục địa. Đến lúc đó, bạn có thể chơi như một thí sinh. Được, tôi đồng ý, nhưng tôi muốn nói chuyện với ông nội. Nếu không cô đi xuống với tôi. Vào sảnh chính, Bạch Trầm Hương chủ động tìm được ông nội. Bạch Hạc nói ra chuyện. Học viện Phoenix, cái quái gì đây? Lão phu chưa từng nghe qua Phượng Hoàng Học viện. Chắc không phải là tuyên truyền sai sự thật sao? Bạch Hạc tiền bối, sao ngươi phải thử ta như vậy? Nếu không chúng ta so sánh, để lão phu xem kỹ thực lực của ngươi thế nào. Chào bạn, bạn nói gì? Chúng ta sẽ so sánh tốc độ. Trong một bước thời gian bạn có thể bắt đến lão phu liền thừa nhận thực lực của ngươi. Hãy để Hương Hương học theo bạn. Có, nhưng tôi muốn thêm một điều kiện nữa. Nếu bạn thua, cần dẫn dắt một tộc người Phúc Kiến gia nhập Học viện Phượng Hoàng của tôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ tặng miễn phí cho các bạn 1 triệu đồng linh hồn vàng. Sao bạn muốn gửi tiền cho tôi? Tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi đã đồng ý, nhưng bạn chỉ có một thời gian. Tại sao cần một bắc hương? Ta chỉ cần ra tay một chút là có thể bắt được ngươi. Đứa trẻ kiêu ngạo quá. Xem ngươi có bản lĩnh này không? Phượng Hoàng phá lưới đỏ rời đi. Tìm thấy anh rồi. Bắt được cậu rồi. Không thể nào, anh theo tôi khi nào? Tôi không phát hiện ra. Thua rồi, để Bạch Trầm Hương đi với tôi. Ngươi thu dọn một chút chuẩn bị mang theo gia tộc Mễ Chi chuyển đến học viện động phòng của ta đi. Ta đường đường hồn bụng bụng lại thua một cái chìa khóa khép kín chuyển ra mặt cũ của mình còn làm sao trộn lẫn được. Nhóc con vứt bỏ thay đổi, để lão phu đến bắt ngươi. Không ngờ con hạc trắng đường trường sinh linh giá lại trơ tráo như vậy. Tôi cũng hiểu rồi. Ngài đã cho tôi cơ hội này. Tôi sợ đời này tôi không thể trả ơn được. Nếu anh không phiền, tôi đồng ý. Không ngờ con hạc trắng đường trường sinh linh giá lại trơ tráo như vậy. Tôi cũng hiểu được rồi, ha ha ha. Là lão phu thua rồi, thật là đáng sợ. Hương Hương sẽ đi với anh. Bên kia trường học của hắn ta sẽ đi xử lý tộc Min cũng sẽ gia nhập Học viện Phượng Hoàng của các ngươi. Nhưng trường đại học ở đó. Đến lúc đó thị trấn Bạch Thành sẽ quay lại nói cho bạn biết. Tại sao tốc độ của bạn có thể nhanh như vậy? Chờ một chút là biết, bạn biết vì sao học viện của chúng tôi gọi là Học viện Phượng Hoàng không? Chẳng lẽ võ hồn của tất cả mọi người đều là Phượng Hoàng? Vâng, bạn có thể thất vọng. Tôi không phải Phượng Hoàng. Ta có cách làm cho võ hồn của ngươi biến dị thành Phượng Hoàng, tuy bạn có muốn hay không.
Tôi muốn ở thế giới này. Không có gì quan trọng hơn việc trở nên mạnh mẽ hơn. Ha ha ha, bạn nhất định sẽ không hối hận quyết định hiện tại. Một người như bạn. Và bạn không biết bạn là ai. Chỉ mất trong ngày mai. Tôi đã thức tỉnh thành công. Chúc mừng bạn đã có cuộc sống mới. Từ nay về sau, ngươi chính là thành viên của Học viện Phượng Hoàng của ta. Hy vọng bạn có thể phát triển tốt. Sức mạnh xoa dịu bạn. Viên đan dược này uống đi, có thể giúp bạn đột phá. Khi thời gian trôi qua một lần nữa, thành phố trắng sẽ đóng cửa nhanh chóng sau khi thay đổi đột ngột. Cấp 31, cấp 32, 32, cấp 33, cấp 34, cấp 30, đến cấp 40. Không ngờ một viên đan dược lại để ta trực tiếp đột phá 10 cấp bậc nhỏ. Một cấp độ lớn. Đây quả thực là thần dược bảo hành. Ngài đã cho tôi cơ hội này. Tôi e rằng tôi sẽ không thể trả ơn trong cuộc đời này. Nếu anh không phiền, tôi đồng ý. Trong tương lai, tôi sẽ có nhiều hơn một người phụ nữ. Nếu bạn có thể chấp nhận điều đó. Chào giám đốc. Đi, tôi sẽ đưa cô đi cùng với 4 học viên còn lại. Mọi người làm quen nhé, cũng có thể hợp tác sau này. Kết quả thế nào? 10 tỷ đồng linh hồn vàng trong thẻ này, tôi đã chuyển hết rồi. Ngân hàng trên toàn lục địa đều có thể đổi. Nhưng sau khi học viện được thành lập, vậy thì là một cái kho tiền lớn, đặc biệt lưu trữ tiền trậu vàng. Tiền này để ở chỗ người khác rốt cuộc không phải là cách. Người cuối cùng nên chọn ai? Các người nói viện trưởng có phải là muốn đem Phượng Hoàng Học viện thành hậu cung của hắn không? Đừng nghĩ nhiều thế. Trường Khoa đứng thẳng. Làm sao có thể làm như vậy? Mục tiêu xuất hiện. Họ đến cùng nhau. Bây giờ còn có thêm một cô gái nữa. Báo cáo ngay lập tức. Tôi là Salasi, giám mục Bạch Kim của Võ Hồn theo Điện. Theo lệnh của Giáo Hoàng. Mời ngươi theo ta đến Võ Hồn Điện một chuyến. Đức Giáo Hoàng rất ngưỡng mộ ngài. Làm sao anh biết? Hiện tại Võ Hồn Điện để tìm được ngươi đã bố trí một người nổi tiếng ở nhiều nơi khác nhau trong toàn bộ Thiên Cẩu Thành. Chỉ là vì chờ bạn mà đến đây. Để tìm ra tôi đã phí phạm rất nhiều người. Haha. Bởi vì bạn xứng đáng. Võ Hồn Điện chúng ta cũng là thiên tài rất sẵn lòng hạ vốn. Vì vậy, đi mà. Xin vui lòng cho tôi biết lựa chọn. Cô đi với tôi để gặp Đức Giáo Hoàng hay là từ chối? Tôi không thích nó. Và kẻ yếu lãng phí hơi thở của họ. 6. Chiếc nhẫn linh hồn 100.000 năm. Ngươi đã là hồn đế rồi. Không, hơi thở của bạn rất sai. Đã như vậy, bổn giám mục liền đến luyện tập một chút lợi hại của vị thiếu niên hồn đế này của vâng. Ngươi. Khúc Khúc Trường Sinh cũng dám tới ngăn ta. Hôm nay nhất định cho người biết lợi hại của hồn đế này của ta. Vừa vặn đưa bạn đến thử nghiệm linh kỹ hoàn toàn mới của tôi. Lần thứ 6 tể áo giáp Phượng Hoàng. Gã này là quái vật gì vậy? Hồn tích thứ 7 võ hồn chân thân. Thật yếu ớt. Sobiyu muốn tự phụ. Linh hồn thứ 6 tập 7 sao đế long chém. Nếu ngươi không gia nhập Võ Hồn Điện, vậy thì chỉ có một con đường chết. Ha 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 ha. Làm sao anh ta có thể không có chuyện gì? Mày là cái quái gì vậy? Ngươi ở đây lâu lắm rồi đúng không? Điên thì sao? Một vị Võ Hồn Điện yên ngựa trước sau nhiều năm như vậy, vẫn chưa đột phá danh hiệu đấu la. Có hứng thú đến đây làm theo tôi không? Đảm bảo ngươi lập tức có thể trở thành phóng hiệu đấu la. Mê mông, nếu phản bội Võ Hồn Điện, vậy thì tôi chết rồi. Ta biết rất nhiều chuyện về Võ Hồn Điện. Cho dù ta đột phá phóng hiệu đấu la cũng vô ích. Bạn có biết không? Tôi đã điều tra rồi. Hắn hiện tại là đại trưởng lão của Học viện Phượng Hoàng các ngươi. Trước đây hắn chỉ là cấp 92. Sau khi anh ấy theo tôi, thực lực trong thời gian ngắn đã đột phá đến cấp 97. Siêu cấp. Không ai. Gia đình tôi vẫn còn ở thành Võ Hồn. Không vội.
gia đình bạn có thể lén chuyển đến Học viện Phượng Hoàng. Còn một thời gian nữa mới gặp bạn. Trong thời gian này, ngươi có thể không lấy cho ta thông tin bên trong Võ Hồn Điện ngay khi có tiền. Theo dõi chuyển động của Bin.